chương 5640, Nguyên Cương Tinh, tiên khôi lỗi 2. Nếu muốn xem tiên khí, tiền bối đến tầng thứ 15, muốn đặt trước tiên khí đến tầng 20, mời tiên khí sư luyện chế tiên khí đến tầng thứ 21. Ông lão áo bảo vàng giới thiệu, vương trường sinh gật gật đầu, cùng uông như yên đi lên trên lầu. Tầng 1 đến 14 bán ra hoặc là thu mua tài liệu luyện khí, tiên mộc, linh mộc, tài liệu yêu thú, khoáng thạch vân vân. Tầng thứ 15 rộng rãi sáng ngời, có mấy chục đài đá hình tròn kích thước không đồng nhất, mỗi một đài đá hình tròn đều bị một màn hào quang màu vàng dày đặc bao phủ, trong màn hào quang màu vàng là tiên khí. Bên cạnh mỗi một đài đá hình tròn đều có một người hầu áo xanh đứng, giới thiệu tiên khí cho khách nhân. Hạ phẩm tiên khí huyền thủy nhận, lấy huyền thủy ngọc tinh là tài liệu chính luyện chế thành, giá bán 150 khối tiên nguyên thạch. Hạ phẩm tiên khí tỏa yêu thăng, giá bán 300 khối tiên nguyên thạch, yêu thú chân tiên kỳ bị nhốt rất khó giải thoát. Tầng thứ 15 bày không ít hạ phẩm tiên khí, giá cao nhất là một món tiên khí càn nguyệt thuẫn, giá bán 800 khối tiên nguyên thạch. Tới 16 tầng, cũng có nhiều đài đá hình tròn, có thể nhìn thấy không ít tiên khí. Bọn họ tới tầng thứ 19, mấy chục đài đá hình tròn đập vào mắt, mỗi một đài đá hình tròn đều bố trí trận pháp, đều bày một bộ tiên khí. Phi đao, phi kiếm, phi tiêu, cờ lệnh, hạt châu. Tiên khí thành bộ, giá cũng đắt đến dọa người, một bộ hạ phẩm tiên khí tốt nhất băng nguyệt nhận giá bán 8 ngàn khối tiên nguyên thạch, tổng cộng 27 cây, mỗi một cây đều là hạ phẩm tiên khí. Bọn họ đi một chút xem một chút, một lát sau, bọn họ dừng ở trước một đài đá hình tròn. Một cây tam xoa kích màu đỏ dài hơn một trượng cắm ở trong đài đá hình tròn, tản mát ra uy áp khủng bố, rõ ràng là trung phẩm tiên khí. Phần thiên kích này là trấn điếm chỉ bảo của bách luyện tháp, hàng không bán, muốn bảo vật này, lấy đồ vật trao đổi với bách luyện đảo. Vương Đạo Hiếu, thật khéo nha, một thanh âm nam tử quen thuộc vang lên, kim tàm thượng nhân đi về phía vương trường sinh, trên mặt mang theo mỉm cười, một thiếu phụ váy đỏ dáng người yểu điệu đi theo bên cạnh hắn. Tần đạo hiếu, càn đạo hiếu không đi cùng ngươi, vương trường sinh thuận miệng hỏi, không, càn đạo hiếu có chuyện khác, đúng rồi, giới thiệu cho các người một phen, vị này là thạch tiên tử. Kim tàm thượng nhân chỉ vào thiếu phụ váy đỏ nói, thiếp thân thạch tương, ra mắt vương đạo hiếu, vương phu nhân. Thiếu phụ váy đỏ nghiêng người thi lễ, khách khí nói. Càn đạo hiếu, các ngươi là tới một tiên khí sao? Uông như yên thuận miệng hỏi. Xem như vậy đi, vương đạo hiếu, có tiện nói chuyện hay không? Thạch tiên tử có việc nói một chút với ngươi. Kim tàm thượng nhân khách khí nói. Vương trường sinh đáp ứng, bốn người tới một tòa trà lâu, lấy một nhã gian. Một chén trà xuống bụng, thạch tương nói tới việc chính. Vương đạo hiếu, nghe tần đạo hiếu nói, người tinh thông luyện khí thuật có thể giúp ta luyện chế một bộ hạ phẩm tiên khí hay không? Khối nguyên cương tinh này là tiền đặt cọc, như thế nào? Nàng lấy ra một khối tinh thạch màu bạc trắng, đưa cho vương trường sinh. Nguyên cương tinh, trong mắt vương như yên lóe lên sự ngạc nhiên, đây chính là tài liệu trung tâm xây dựng phi tiên đài, vương gia vẫn luôn tìm kiếm loại tài liệu này, chưa thể như nguyện. Trừ dùng cho xây dựng phi tiên đài, nguyên cương tinh còn có thể dùng cho bố trí một ít tiên trận bậc một đặc thù, cái này dẫn tới nguyên cương tinh tương đối quý giá, rất ít lưu thông ở trên chợ. Người muốn luyện chế bộ tiên khí như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Phi châm tiên khí, đây là tài liệu luyện khí. Thạch Tương lấy ra một quả vòng tay chữ vật màu đỏ, đưa cho Vương Trường Sinh. Phi châm tiên khí, Vương Trường Sinh nhíu mày, phi châm tiên khí yêu cầu tương đối cao đối với tài liệu, tài liệu Thạch Tương cung cấp có thể lấy để luyện chế phi châm tiên khí. Ta có thể hỗ trợ, nhưng khối nguyên cương tinh này quá nhỏ, cho ta thêm hai khối còn sắp xỉ. Vương Trường Sinh nói, khối nguyên cương tinh này có thể xây dựng một tòa phi tiên đài, nhưng hắn muốn kiếm thêm mấy khối. Ta chỉ một khối nguyên cương tinh, lại thêm hai cây kim cập hoa hơn 20 vạn năm, như thế nào? Thạch Tương Thành khẩn nói, kim cập hoa cũng không phải tiên dược quý hiếm, chúng ta lấy ra được. Vương Trường Sinh chẳng hề để ý nói, Thạch Tương nghĩ một chút, lấy ra một cái thẻ ngọc màu vàng, truyền âm nói, đây là phương pháp luyện chế vài loại tiên khôi lỗi bậc một, Vương đạo hữu thân là tiên khí sư, hẳn là có hứng thú chứ. Nhưng trao đổi như vậy ta chịu thiệt rồi, vương đạo hữu phải cho ta một vài thứ mới được. Ta nghe nói các người công phá thiên thú đảo, ta muốn yêu đan hoặc túi độc của bỏ cạp độc chân tiên hậu kỳ, như thế nào? Đây là yêu đan của phệ hồn hạt chân tiên hậu kỳ. Vương trường sinh truyền âm nói, lấy ra một cái hộp ngọc màu đen, đưa cho thạch tương. Thạch tương tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn, bên trong có hai quả cầu tối đen như mực, tản mát ra một mùi ngọt tanh. Nàng lộ vẻ mặt vui mừng, đưa thẻ ngọc cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, vẻ mặt bình tĩnh, chưa lộ ra bất cứ gì khác thường. Chương 5641, Cửu đỉnh thương minh 1. Thẻ ngọc ghi lại phương pháp luyện chế năm loại tiên khôi lỗi bậc 1, thần thông khác nhau, có hai loại tiên khôi lỗi tài liệu luyện chế tương đối dễ dàng gom đủ. Nếu có thể luyện chế ra mấy con tiên khôi lỗi bậc 1, tu sĩ chân tiên vương ra khi đối địch sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tu sĩ chân tiên của vương gia mở bốn khiếu không nhiều, vương tú lung và vương tú linh chưa mở khiếu thứ tư, nếu có tiên khôi lỗi bậc một bên người, thực lực của bọn họ tăng cao không ít. Luyện chế tiên khí thành bộ cần không ít thời gian, sau khi luyện chế ra, ta liên hệ thạch tiên tử như thế nào? Vương trường sinh mở miệng hỏi, vương đạo hữu cho cái thời gian đi, ta đến lúc đó đi phường thị lấy. Thạch tương nói, như vậy đi, 500 năm sau, người đến thanh liên các của tử vi phường thị lấy hàng, đây là chứng từ, lấy chứng từ nhận hàng. Vương Trường Sinh lấy ra một trang sách ánh vàng rực rỡ, dùng bút ngọc màu bạc viết xuống chứng tử, giao cho Thạch Tương. Thạch Tương đáp ứng, nhận lấy chứng tử, mạo muội hỏi một câu, "Thạch tiên tử, người từ nơi nào kiếm được phương pháp luyện chế tiên khôi lỗi?" Vương Trường Sinh truyền âm hỏi, "Hỗn độn đại lục bùng nổ thú triều, thành trì chỗ ta bị hỗn độn thú công phá, ta thừa dịp hỗn loạn nhặt được một vài thứ, nhưng ngươi yên tâm, ta không giữ lại bản phụ." Thạch Tương giải thích, mỗi lần có hỗn độn thú công phá thành trì, tiên nhân thương vong thê thảm nặng nề, rất dễ dàng nhặt được bảo bối, vận khí của hắn bình thường, tu sĩ chân tiên cá biệt vận khí đặc biệt tốt, nhặt được trung phẩm tiên khí. Luyện chế tiên khôi lối độ khó khá cao, đạt được phương pháp luyện chế, gom đủ tài liệu cũng không dễ dàng, càng đừng nói luyện chế ra. Thạch tương là tán tu, giữ lại phương pháp luyện chế cũng vô dụng. Nàng vốn muốn mời tiên khí sư bách luyện tháp hỗ trợ luyện chế bộ tiên khí, nhưng chào giá quá cao, nàng không thỏa mãn được. Bọn họ đụng tới Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, Kim Tàm Thượng Nhân cực lực đề cử Vương Trường Sinh, Thạch Tương lúc này mới tìm Vương Trường Sinh hỗ trợ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỗn độn đại lục bùng nổ thú chiều, tiên nhân thương vong thê thảm nặng nề, rất nhiều thứ tốt có thể lưu lạc ra ngoài. Nói chuyện phiếm chốc lát, Thạch Tương cáo từ rời khỏi, Vương Trường Sinh gọi lại Kim Tàm Thượng Nhân. Tần Đạo Hiếu, đa tạ người giúp ta tuyên truyền, người thu thập được tài liệu, ta có thể giúp người luyện chế tiên khí. Vương Trường Sinh hứa hẹn. Kim Tàm Thượng Nhân rất ra sức thay hắn tuyên truyền, gián tiếp giúp Vương Trường Sinh không ít việc. Nếu không phải trình độ luyện khí của Vương Đạo Hiếu quả thật rất cao, ta cũng sẽ không giúp người tuyên truyền. Cần mời người hỗ trợ, ta nhất định mở miệng. Kim Tàm Thượng Nhân nghiêm mặt nói, nói chuyện phiếm vài câu, Kim Tàm Thượng Nhân rời khỏi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi dạo ở trên đường, bọn họ tới quảng trường tán tu bày sạp, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ ở quảng trường dạo qua một vòng, chưa phát hiện vật quý hiếm, ngày hôm qua nhặt được món hời lớn, cái này đã rất không tệ rồi. Sắc trời chậm rãi tối đi, trong phường thị đèn đuốc sáng trưng. Về tới chỗ ở, Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Hâm chờ đã lâu. Nói một chút về thu hoạch của các người đi, Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Xuyên Minh và Vương Mô Hâm đã sớm đến ly hỏa phường thị, Vương Xuyên Minh phụ trách tìm hiểu tình báo, Vương Mô Hâm phụ trách công việc trên làm ăn. Lão Tổ Tông đã điều tra xong, cửu đỉnh thương minh ở ly hỏa phường thị có cửa hàng chi nhánh, bọn họ đang mua tài nguyên tu tiên, đặc biệt tài liệu luyện khí, tiên dược tiên mộc. Thương minh khác cũng có chi nhánh, nhưng người cửu đỉnh thương minh thường xuyên chạy đi hỗn độn đại lục, nhu cầu khá lớn. Vương Mô Hâm báo cáo, hắn chủ yếu phụ trách tra xét nghiệp vụ của các thương minh ở Ly Hỏa Phường Thị, Vương Xuyên Minh phụ trách điều tra tình huống các thương minh. Vương gia lập tộc hơn 3 vạn năm, tích góp không ít thương phẩm, linh dược, tiên dược, huyền thiên chi bảo, tiên khí vân vân, tự nhiên cần tìm người mua tốt một chút, tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa. Thiên thần hải vực có không ít thương minh, cửu đỉnh thương minh là một thương minh thực lực tương đối mạnh, có nhiều vị tu sĩ kim tiên tọa chấn. Nhưng cửu đỉnh thương minh không xen vào tranh đấu của thiên thần hải vực, chỉ làm ăn, nhận tiền không nhận người. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Minh ngầm hiểu, nói, theo chúng ta điều tra, cửu đỉnh thương minh có 6 vị tu sĩ kim tiên, thực tế số lượng hẳn là không chỉ vậy, minh chủ là cửu đỉnh thần quân, có tu vi kim tiên trung kỳ, Người này là một tiên trận sư, tinh thông đạo trận pháp, nghe nói cửu đỉnh thương minh là phân bộ của siêu cấp thương minh nào đó. Làm không tệ, mô hâm, người theo chúng ta đi cửu đỉnh thương minh một chuyến, nếu hợp tác thuận lợi, về sau liền do người giao tiếp với bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Mô Hâm lên tiếng, lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Lý Đạo Hiếu, người bây giờ có rảnh không? Lão Tổ Tông của chúng ta muốn bàn bạc với người một vụ làm ăn. Rảnh, các ngươi tới cửu đỉnh viên là được. Pháp bàn màu vàng truyền ra một giọng nam tử ôn hòa. Được, chúng ta bây giờ sẽ đi qua. Vương Mô Hâm đáp ứng, chương 5642, cửu đỉnh thương minh khai Một lần này tham gia hội đấu giá, Vương Trường sinh tính bán đi một ít tài nguyên tích góp ở phòng kho gia tộc, đổi lấy tài nguyên tu tiên gia tộc cần. Cửu đỉnh viên ngay tại phố Cách Vách, cách nơi này không xa. Vương Xuyên Minh mở miệng nói, dẫn đường đi, Mô Hâm. Xuyên Minh, Người lưu ý một phen tin tức thú chiều hỗn độn đại lục, phái người đi quảng trường tán tu bầy sạp đi dạo, xem xem có thể nhặt được hàng tốt giá rẻ hay không. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Mô Hâm cùng Vương Xuyên Minh đáp ứng. Vương Xuyên Minh nhớ tới điều gì, nói, Lão Tổ Tông, buổi tối ngày kia có một hội đấu giá ngầm, nghe nói có đậu binh chân tiên kỳ bán ra. Đồ vật ở hội đấu giá ngầm cơ bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng không ít thứ tốt. Địa điểm ở đâu, cần bằng chứng gì không? Uông Như Yên hỏi, địa điểm ở một cửa hàng nhỏ đối diện tiên ngư lâu người tham dự cần đưa ra lệnh bài cháu kiếm được hai tấm lệnh bài vương xuyên minh lấy ra hai tấm lệnh bài hình tròn mặt trước lệnh bài có khắc một cái mặt quỷ dữ tợn đưa cho vương trường sinh làm không tệ vương trường sinh khen ngợi một tiếng thu hồi lệnh bài ba người ra ngoài bọn họ tới con đường bên cạnh đứng ở cửa một tòa trang viên ở cửa có hai con sư tử đá màu xanh trên bảng hiệu viết ba chữ to cửu đỉnh viên bọn họ vừa tới cửa cửa liền mở ra một thanh niên áo xanh nghi thanh mục tú đi ra, cúi người hành lễ, nói, mời vương tiền bối vào trong, lý trưởng lão đợi đã lâu. Bọn họ theo thanh niên áo xanh đi vào, sau khi xuyên qua ba tòa tiểu viện cổng vòng cùng một hành lang thật dài, một cái hồ nước lớn trăm mẫu xuất hiện ở trước mặt bọn họ, giữa hồ nước có một đình đá màu xanh, một nho sinh áo trắng diện mạo nhã nhận cùng một phụ nhân váy đỏ diện mạo ngọt ngào ngồi ở trong đình đá, bọn họ đều là tu sĩ chân tiên. Lão Tổ Tông, bên trái là Lý Thành Văn Lý Đạo Hiếu, bên phải là từ như từ phu nhân, bọn họ là chấp sự trưởng lão của cửu đỉnh thương minh. Vương Mô Hâm truyền âm giới thiệu, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên gật gật đầu, đi qua. Chân phải Vương Trường Sinh dẫm trên mặt hồ, mặt hồ nháy mắt kết băng, theo hắn đi, tầng băng lan tràn ra tới đỉnh đá, tầng băng nhanh chóng hòa tan. Lý Đạo Hữu từ phu nhân, đây là lão tổ tông của chúng ta. Vương Mô Hâm giới thiệu, Thái Hạo chân Nhân, Thiên Cầm Tiên Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời ngồi. Lý Thành Văn đón bọn họ ngồi xuống, tự như cầm lên một cái ấm trà tinh xảo đẹp đẽ, rót cho bọn họ một chén linh trà. Lý Đạo Hiếu, chúng ta tính bán ra một ít vật tư, không biết các người có thể cho cái giá thế nào. Vương Trường Sinh mở miệng nói, Vương Mô Hâm lấy ra hai tấm thẻ ngọc màu vàng, đưa cho hai người bọn Lý Thành Văn. Đây là danh sách cùng bảng giá của hàng hóa, chúng ta đã từng bàn bạc với người của mấy thương minh bọn tứ nguyệt thương minh, bọn họ cũng muốn, chỉ là ra giá quá thấp. Vương Mô Hâm cười ha ha nói thần thức Lý Thành Văn cùng từ như đảo qua, truyền âm trao đổi. Cái giá này không có vấn đề, ta nghe nói vương gia các người giỏi về luyện chế con dối thú, không biết có tiên khôi lỗi bán ra hay không. Giá cả có thể thương lượng, Lý Thành Văn nói, tiên khôi lỗi, tạm thời chưa có, vương trường sinh trực tiếp lắc đầu, tạm thời chưa có, cũng chính là nói vương đạo Hữu có thể luyện chế ra tiên khôi lỗi. Từ như đảo đôi mắt đẹp, nói, chủ yếu là tài liệu không dễ tìm, thật không dễ gì tìm được hai phần tài liệu luyện chế thất bại chỉ có thể lại tìm kiếm tài liệu chúng ta một lần này tới đây tính mua từ các ngươi một ít tài nguyên tu tiên vương trường sinh mở miệng nói vương mô hâm lấy ra hai tấm thẻ ngọc màu xanh đưa cho hai người bọn lý thành văn thần thức lý thành văn cùng từ như đảo qua gật gật đầu thứ thẻ ngọc ghi lại chúng ta đều lấy ra được giá cũng có thể yêu đãi một chút nhưng chúng ta có cái yêu cầu nhỏ vương đạo hữu nếu bán ra tiên khôi lỗi mong ưu tiên cân nhắc cửu đỉnh thương minh chúng ta Lý Thành Văn giọng điệu thành khẩn, tiên khôi lối cùng diệt tiên pháo đều là vật hút hàng, diệt tiên pháo độ khó luyện chế tương đối cao, cũng quý hiếm hơn. Tương đối mà nói, lấy được tiên khôi lỗi dễ dàng một chút. Có mấy con rối chân tiên, tu sĩ chân tiên đối phó hỗn độn thú chân tiên kỳ, áp lực nhỏ một chút. Được, vương trường sinh đáp ứng, bán hay không quyết định bởi hắn. Từ như lấy ra một tấm pháp bàn vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen lý thành văn cùng vương trường sinh bắt đầu nói chuyện phiếm hàn huyên tới thú triều của hỗn độn đại lục vương trường sinh tò mò hỏi lý đạo hiếu ta nghe nói vài tòa thành trì cửu đỉnh thương minh các người khống chế ở hỗn độn đại lục cũng bị hỗn độn thú công kích thành trì chỗ cửu đỉnh thương minh chúng ta có mấy khẩu diệt tiên pháo trung phẩm đã đánh lui hỗn độn thú kim tiên kỳ tập kích vẻ mặt lý thành văn đầy tự hào diệt tiên pháo trung phẩm cửu đỉnh thương minh các người năng lượng rất lớn nha có mấy khẩu diệt tiên pháo trung phẩm Uông Như Yên hâm mộ nói: "Cái này không có quan hệ quá lớn với cửu đỉnh thương minh chúng ta, là tiên khí sư Diệp gia luyện chế ra." Lý Thành Văn giải thích: "Chương năm ba, Chân Tiên Đậu binh. Diệp gia, Thiên Thần Hải vực không có Diệp gia nha, là thế lực của hải vực khác." Uông Như Yên tò mò hỏi: "Là Diệp gia của Lưu Vân Hải vực, tiên tổ bọn họ Lưu Vân tiên tử là phi thăng giả, thần thông quảng đại." Lý Thành Văn nói: "Lưu Vân Hải vực, Lưu Vân tiên tử, Diệp gia." vương trường sinh gật gật đầu diệp tuyền cơ hẳn là phi thăng ở lưu vân hải vực lưu vân hải vực và thiên thần hải vực cách nhau nhiều hải vực hắn muốn gặp diệp tuyền cơ một lần cũng không dễ dàng tu sĩ diệp ra cùng người cửu đỉnh thương minh các ngươi ở cùng một thành trì uông như yên tiếp tục hỏi lý thành văn gật đầu nói đương nhiên chẳng qua không có chúng ta cung cấp tài liệu tu sĩ diệp ra chưa chắc có khả năng luyện chế ra diệt tiên pháo trung phẩm tài liệu luyện chế diệt tiên pháo trung phẩm không dễ tìm thật không dễ dàng gì góp đủ một phần tài liệu luyện chế thất bại liền báo hỏng. Nói chuyện phiếm hơn nửa khắc đồng hồ, thanh niên áo xanh đi vào, giao cho Lý Thành Văn một cái vòng tay chữ vật màu xanh, lui xuống. Lý Thành Văn đưa vòng tay chữ vật cho Vương Trường Sinh, nói, Vương Đạo Hiếu, đây là thứ ngươi muốn, tất cả 3 vạn 2150 khối tiên nguyên thạch, đưa 3 vạn là được rồi. Thần thức Vương Trường Sinh quét qua, nhẹ nhàng gật đầu, có những tài liệu này, hắn có nắm chắc luyện chế ra hai loại tiên khôi lỗi bậc một. Vương mô hâm vung cổ tay một cái, một mảng hào quang vàng óng lướt qua, trên mặt bàn có thêm một đống tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch chia làm hạ trung thượng cực bốn phẩm giai, tu sĩ chân tiên giao dịch chủ yếu là dùng hạ phẩm tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch cấp cao rất quý giá, đặc biệt là cực phẩm tiên nguyên thạch, thúc dục cực phẩm diệt tiên pháo cần dùng cực phẩm tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, cũng có thể dùng trận pháp cung cấp năng lượng, cụ thể xem loại hình diệt tiên pháo mà quyết định. Có một số diệt tiên pháo là cố định ở một nơi nào đó, do trận pháp cung cấp năng lượng, khuyết điểm là không tiện di động. Có một số diệt tiên pháo do tiên nguyên thạch cung cấp năng lượng, có thể tùy tiện di động, thuận tiện mang theo. Thần thức Lý Thành Văn quét qua, khẽ gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, ba người bọn Vương Trường Sinh cáo từ rời đi. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, ngồi thiền điều tức. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên dạo bước trên đường phố phồn hoa, dòng người như thủy triều. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở cửa một tiệm tạp hóa. Đối diện là một tòa lầu các màu lam cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ To Tiên Ngư Lâu. Bọn họ đi vào tiệm tạp hóa, trưởng quầy là một ông lão áo bảo xanh sắc mặt hồng hào, trên kệ hàng trưng bày không ít thứ, tiên mộc, khoáng thạch, tài liệu yêu thú đều có, chủng loại phong phú, tạp mà không tinh. Ông lão áo bảo xanh bước nhanh tiến lên đón, nhiệt tình nói, không biết có thể làm gì cho hai vị tiền bối. Vương Trường Sinh lấy ra hai cái lệnh bài, đưa cho ông lão áo bảo xanh. Ông lão áo bảo xanh cẩn thận kiểm tra một phen, thu hồi lệnh bài, nói ra, mời hai vị tiền bối đi hậu viện, đồ vật các người muốn ở hậu viện. Bọn họ theo ông lão áo bảo xanh tới hậu viện, trong nội viện có một căn nhà gỗ đơn sơ, một đại hán áo vàng thân hình cao lớn canh giữ ở cổng, xem khí thức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Đại hàn áo vàng làm một cái động tác mời, đẩy cửa phòng ra. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đi vào, một bức hỏa cuộn tròn màu xanh treo trên tường, linh quang lấp lánh không ngừng, trên tranh có núi có nước, còn có thể nhìn thấy vài bóng người. Hội trường bán đấu giá ngay trong động thiên đồ này, có không ít tiền bối đã đến. Đại hàn áo vàng đánh vào một đạo pháp quyết, bức hòa cuộn tròn màu xanh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ bóng dáng ba người bọn họ. Vương trường sinh cảm giác mắt hoa lên, xuất hiện ở trên một ngọn núi xanh biếc thế núi dốc đứng, nơi đây linh khí tràn đầy, hướng về nơi xa nhìn lại dãy núi liên miên chập trùng, cổ thụ che trời, đá lởm chởm. Kỳ quái là, thần thức của hắn chưa cảm ứng được tu tiên giả khác tồn tại, đoán chừng là bố trí trận pháp, thần thức không dò xét được. Hai vị tiền bối, nơi này chính là hội trường bán đấu giá, ngọn núi này chỉ có hai người các ngươi, nếu như các ngươi bay ra khỏi ngọn núi này, liền có thể bị tiền bối khác thấy. Nếu như cần ra giá, rót pháp lực vào tấm lệnh bài này, mở lời hô giá là đủ. Đại hàn áo vàng lấy ra một cái lệnh bài hình vuông vàng óng, đưa cho vương trường sinh. Vương trường sinh gật gật đầu, thu lại lệnh bài hình vuông thân thể đại hán áo vàng thoáng mơ hồ biến mất. Thần thức Phương Trường Sinh không cảm ứng được đại hán áo vàng tồn tại, đoán chừng hắn đã lui ra khỏi động thiên đồ. Loại phương thức bán đấu giá này, ta vẫn là lần đầu tiên thấy, xem ra bên tổ chức tốn không ít tâm tư. Uông Như Yên nói, hội trường bán đấu giá ở trong một món bảo vật động thiên, có thể mang theo bất cứ lúc nào, cực kỳ thuận tiện, có khách gây chuyện cũng thuận tiện xử lý. Sau thời gian một chén trà, một đợt tiếng chuông vang dội vang lên hư không nổi lên một trận gợn sóng, vô số hơi nước màu lam hiện lên ở trên không, hóa thành một thiếu phụ váy lam ngũ quan diễm lệ, rõ ràng là tu sĩ chân tiên. chương năm 1644, tiên diễm 1. Thiếp thân làm oánh oánh, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai trả giá cao thì được. Thiếu phụ váy lam giới thiệu sơ lược một câu, lật bàn tay phải, năm hạt châu màu đỏ vàng bay ra, lơ lửng ở giữa không chung. năm món thế kiếp tiên khí, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Tiếng thiếu phụ váy lam không lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe rõ ràng. Vừa đến đã bán đấu giá 5 món thế kiếp tiên khí, xem ra đồ tốt không ít. Vương Trường Sinh nói, 500, 500 rưỡi, 600, rất nhanh có người ra giá, giá cả liên tục tăng lên. 5 món thế kiếp tiên khí đều bán đấu giá được, thấp nhất 1 một, cao nhất 1 tư. Sau khi bán đấu giá đi 5 món thế kiếp tiên khí, làm oánh oánh vung tay phải một cái, bảy cây phi tiêu hào quang màu đỏ lấp lóe bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bộ hạ phẩm tiên khí liệt diếm tiêu, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Lam oánh oánh nói, vương trường sinh có khả năng luyện chế bộ tiên khí, tự nhiên trướng mắt. Lam oánh oánh sau khi đấu giá đi ba bộ hạ phẩm tiên khí, lấy ra một cái hộp ngọc vàng óng tinh xảo đẹp đẽ, mở hộp ngọc ra, bên trong là một hạt đậu hào quang màu xanh lấp lóe, mặt ngoài hạt đậu trải rộng phù văn huyền ảo một hạt đậu binh chân tiên kỳ, tinh thông thần thông phong thuộc tính. Làm oánh oánh đánh vào một đạo pháp quyết, đậu binh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, hóa thành một thiếu nữ váy xanh dáng người yểu điệu, ánh mắt đờ đẫn. Đậu binh chân tiên kỳ, sắc mặt vương trường sinh ngưng trọng, đến tiên giới hơn 3 vạn năm, tộc nhân vương ra tham gia không ít hội đấu giá, đừng nói đậu binh chân tiên kỳ, đậu binh đại thừa kỳ cũng không thấy được, nơi này thế mà có thể nhìn thấy một hạt đậu binh chân tiên kỳ, thật không dễ dàng thứ quý giá như vậy, quá nửa là lấy vật đổi vật đi. Nếu dùng tiên nguyên thạch có thể mua được, đã sớm lan tràn rồi. Uông như yên nói, lần trước nhìn thấy đậu binh chân tiên kỳ vẫn là hơn 40 vạn năm trước, không ngờ còn có thể ở nơi này đụng phải. Một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên, chịu cấm chế ảnh hưởng, vương trường sinh cũng không biết thanh âm từ nơi nào truyền đến. Vật này chỉ đổi không bán, đổi bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo hoặc tài liệu đồng giá tiếng làm oánh oánh rõ ràng truyền vào bên tai mỗi một vị tham gia đấu giá. Bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo, Vương Trường Sinh khinh miệt cười, chỉ từ giá trị mà nói, giá trị diệt tiên pháo xa ở trên đậu binh chân tiên kỳ, nếu chỉ là bản vẽ, trao đổi cũng không thiệt, hắn nếu có bản vẽ, sẽ không lấy để trao đổi. Hắn bây giờ đạt được phương pháp luyện chế tiên khôi lỗi bậc một, còn gom đủ tài liệu luyện chế hai loại tiên khôi lỗi bậc một, luyện chế ra tiên khôi lỗi bậc một là chuyện sớm hay muộn, nhu cầu đối với đậu binh chân tiên kỳ không lớn như vậy. Làm oánh oánh khẽ mấp máy môi, hiển nhiên đang truyền âm với người khác. Một lát sau, làm oánh oánh đậy hộp ngọc, phùng nhẹ cổ tay một cái, hộp ngọc màu vàng bay về phía mảng rừng trúc màu xanh nào đó. Hộp ngọc màu vàng bay vào trong rừng trúc, một cái hộp ngọc màu trắng bay ra, rơi ở trên tay làm oánh oánh. Uông như yên thúc dục ly hỏa chân đồng, nhìn về phía rừng trúc, bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại. Trong rừng trúc, hạ tư băng, hạ khải giao và hạ thiên hùng ba người đứng ở một mảnh đất rộng rãi hạ tư băng cầm trên tay hộp ngọc màu vàng trong mắt tràn đầy nét vui mừng đậu binh chân tiên kỳ về sau đối địch lại thêm một chỗ dựa hạ tư băng vui vẻ nói nàng dùng bản vẽ luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo đổi được hạt đậu binh này hạ gia đạt được bản vẽ luyện chế mấy chục vạn năm cũng từng thu thập tài liệu để tiên khí sư cùng trận pháp sư trong tộc liên thủ luyện chế diệt tiên pháo chẳng qua đã thất bại Diệt tiên pháo độ khó luyện chế quá cao, sau khi thất bại vài lần, hạ ra liền từ bỏ. Thứ có thể uy hiếp tu sĩ chân tiên không chỉ hạ phẩm diệt tiên pháo, tài liệu hao tổn cũng đủ mua một bộ tiên trận bậc 2. Dùng một bản vẽ có thể đổi được một hạt đậu binh chân tiên kỳ, vụ làm ăn này có lời. Hạ Khải Giao cười nói, dù sao bọn họ chỉ có bản vẽ phục chế, chỉ lãi chứ không lỗ. Nỡ lấy đậu binh chân tiên kỳ ra trao đổi, có thể là tu sĩ kim tiên, không có gì cần thiết, đừng lộ ra đậu binh với người ngoài hạ tư băng trịnh trọng nói hạ khải giao và hạ thiên hùng gật đầu đáp ứng bọn họ tự nhiên sẽ không truyền bá ra ngoài nghe nói hội đấu giá một lần này có thể có tiên diễm nếu có thể đấu giá được một ngọn tiên diễm thiên phượng luyện chế tiên khí liền dễ dàng hơn nhiều hạ thiên hùng lộ vẻ mặt khát khao lúc này làm oánh oánh lấy ra năm lá bùa lóe ra hào quang màu bạc phù văn lóe lên tiên phù bậc một tiên khôi phù có thể huyễn hóa ra một thân giả khí tức giống bản thể như đúc có thể thi triển bộ phận thần thông của bản thể đã tới mục đích che trời qua biển, cùng nhau bán đấu giá, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Làm oánh oánh mở miệng nói, chương 5645, tiên diễm 2. Tiên phù, uông như yên có chút động lòng, hạ tư băng chính là vận dụng tiên khôi phù chế tạo thân giả, giấu được đàm hổ vương thanh sơn vận dụng thần thức tra xét, căn bản không phát hiện được khác thường. Ở một số thời điểm nào đó, tiên khôi phù có thể phát huy tác dụng trọng đại, ví dụ như lúc bị đuổi giết, lợi dụng tiên khôi phủ rất dễ dàng lừa gạt kẻ địch. 500, 5, 500 rưỡi, 600, vương trường sinh tốn 1.300 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được 5 tấm tiên khôi phủ. Làm oánh oánh lại lấy ra vài loại tiên phủ bậc 1, đều là tiên phủ loại công kích, đều đấu giá được giá cao. Tiên trận bậc 1 bách yêu chu tiên trận, luyện vào tinh hồn 10 con yêu thú chân tiên kỳ, nếu là kiếm được tinh hồn yêu thú chân tiên kỳ, có thể luyện vào trận này, tăng lên uy lực, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Làm oánh oánh cao giọng nói, phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận linh quang lập loè bay ra. Bách yêu chu tiên trận, vương trường sinh thất vọng, hắn còn cho rằng là chân linh chu tiên trận cơ, hai bên chỉ khác hai chữ, tranh lệch quá lớn rồi. Trải qua nhiều lần cạnh tranh giá, bộ tiên trận bậc 1 này lấy giá cao 4.000 khối tiên nguyên thạch thành giao. Sau khi đấu giá đi bộ tiên trận này, làm oánh oánh lục tục lấy ra hai bộ tiên trận bậc 1 đều bán được giá cao tiên phù bậc hai tử quang diệt hồn phù, chuyên thương tổn thần hồn, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 khối tiên nguyên thạch. Làm oánh oánh cầm trên tay ba lá bùa lóe ra hào quang màu tím, cao giọng nói. Tiên phù bậc hai chuyên thương tổn thần hồn, vương trường sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan sen, tu sĩ chân tiên thần hồn yếu một chút, trực tiếp bị giết, đây chính là một vũ khí sắc bén. 3.000, 3.000 3, 000 3 000 3 cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, Vương Trường Sinh lấy giá một vạn sáu ngàn khối tiên nguyên thạch, đấu giá được một tấm tử quang diệt hồn phù. Làm oánh oánh lấy ra một cái bình ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, cạnh nắp bình, một đạo hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con kỳ lân toàn thân màu vàng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, mặt đất tự bốc cháy, hư không xé rách ra. Ngoại hình kỳ lân màu vàng chợt mơ hồ, biến thành một con dao long màu vàng, không qua bao lâu, dao long màu vàng hóa thành một đồng tử áo vàng mi thanh mục tú. Tiên diễm, có người nhận ra lai lịch vật này ánh mắt phương trường sinh nóng rực nếu là có một ngọn tiên diễm trong tay hắn luyện khí sẽ tiện hơn rất nhiều cũng có thể đề cao thực lực bản thân một ngọn tiên diễm đổi tài liệu giá trị tương đương lam oánh oánh mở miệng nói bình ngọc màu vàng trong tay sáng lên hào quang vàng óng trói mắt phun ra một mảng hào quang màu vàng bao phủ đồng tử áo vàng cuốn vào trong bình ngọc lam phu nhân ta lấy cửu thiên huyền kim thiên ngoại vẫn thỉnh đổi ngọn tiên diễm này phương trường sinh truyền âm nói. Cửu thiên huyền kim cùng thiên ngoại vẫn tinh đều là tài liệu món bán thành phẩm kia hoàn nguyên ra, có thể dùng cho luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Giá trị hai loại tài liệu này so ra kém lôi phách tinh, cũng là tài liệu luyện khí rất quý hiếm, đặc biệt cửu thiên huyền kim, bình thường dùng cho luyện chế phi kiếm. Một lát sau, làm oánh oánh truyền âm cho vương trường sinh, không thành vấn đề, trao đổi với đạo hiếu. Nàng vung nhẹ cổ tay một cái, bình ngọc màu vàng rời tay, bay về phía vương trường sinh. Vương trường sinh tiếp lấy bình ngọc màu vàng, sau khi kiểm tra không có sai lầm phất tay áo một cái hộp ngọc màu xanh bay ra bay về phía lam oánh oánh lam oánh oánh tiếp được hộp ngọc màu xanh mở ra nắp hộp nhìn lướt qua gật gật đầu nàng lấy ra một cái hồ lô màu xanh nói tinh hồn chân linh chân tiên kỳ kim xí lôi bằng có thể dùng cho luyện khí bảy trận tinh hồn của chân linh giá trị xa xỉ có thể luyện vào tiên khí tăng lên uy lực cũng có thể luyện vào trận pháp kim xí lôi bằng tinh thông lôi pháp tốc độ phi hành đặc biệt nhanh nàng nhổ nút hồ lô, một vệt hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con chim bằng màu vàng hình thể to lớn, cánh là màu vàng óng, quanh thân lôi quang quanh quẩn. Không trung truyền đến từng đợt tiếng sấm sét vang vọng mây trời. Hồ lô màu xanh trên tay làm oánh oánh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, phun ra một luồng hào quang màu xanh, bao phủ chim bằng màu vàng, cuốn nó về trong hồ lô. Tinh hồn chân linh kim xí lôi bằng, vương trường sinh có chút động lòng, tinh hồn kim xí lôi bằng thích hợp luyện vào trong tiên khí phi hành, dùng để bày trận càng tốt hơn. Chân linh chu tiên trận cần luyện vào tinh hồn nhiều con chân linh chân tiên kỳ, vương gia vẫn luôn thu thập tinh hồn chân linh chân tiên kỳ. Tinh hồn yêu thú chân tiên kỳ tương đối dễ thu thập, tinh hồn chân linh chân tiên kỳ thì ít gặp. Tử vi phường thị cửa hàng cá biệt có chân linh bán ra, chẳng qua phải dùng tài liệu quý giá trao đổi, không phải dùng tiên nguyên thạch trao đổi, bằng không tu sĩ chân tiên giàu có một chút liền có thể mua được chân linh. Tinh hồn chân linh, không biết nó khi còn sống cảnh giới gì một giọng nam tử có chút khàn khàn vang lên, cùng là chân linh chân tiên kỳ, cảnh giới khác nhau, giá trị cũng khác nhau. Chương 5646, tinh hồn chân linh. Nó khi còn sống là chân tiên trung kỳ, chúng ta đã từng xác nhận, luyện vào tiên khí phi hành, có thể đề cao tốc độ phi hành, luyện vào trận pháp đối địch cũng không tệ. Lam Oánh Oánh nói, đổi tài liệu giá trị tương đương, ưu tiên tài liệu luyện đan. Lam Oánh Oánh mở miệng nói, Lam tiên tử, ta dùng thất thải lang tinh đổi với ngươi. Vương Trường Sinh truyền âm cho Lam Oánh Oánh, thất thải lang tinh là tài liệu món bán thành phẩm kia hoàn nguyên ra, có thể dùng để luyện chế trung phẩm tiên khí, càng nhiều là lấy ra luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Giá trị lôi phách tinh cao hơn nhiều tinh hồn chân linh chân tiên kỳ, Vương Trường Sinh cầm thất thải lang tinh trao đổi cũng không tệ. Nhiều vị tu sĩ chân tiên truyền âm cho Lam Oánh Oánh, Lam Oánh Oánh lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu bạc lấp lóe, thao tác một phen. Một lát sau, lam oánh oánh truyền âm cho vương trường sinh tinh hồn kim xí lôi bằng này thuộc về đạo hữu nàng vung nhẹ cổ tay một cái hồ lô màu xanh bay về phía vương trường sinh vương trường sinh nâng tay phải một cái hộp ngọc vàng óng tinh xảo đẹp đẽ bay ra hướng về phía lam oánh oánh vương trường sinh cùng lam oánh oánh sau khi kiểm nghiệm không sai sót đều lộ ra vẻ mặt hài lòng lam oánh oánh lấy ra một cái hộp ngọc vàng óng tinh xảo đẹp đẽ nói tiên đan bậc hai cửu thiên huyền linh đan yêu thú chân tiên kỳ độ tinh thuần huyết mạch tương đối cao ăn vào, có tỷ lệ rất lớn tăng độ tinh thuần huyết mạch lên tới 9, trở thành chân linh. Cửu thiên huyền linh đan, vương trường sinh hơi kinh ngạc, thế mà còn có loại đồ tốt này, hơn phân nửa là lấy vật đổi vật. Đổi tài liệu giá trị tương đương, Lam oánh oánh mở miệng nói, vương trường sinh vội vàng truyền âm cho Lam oánh oánh, nếu là có thể lấy được viên cửu thiên huyền linh đan này, độ tinh thuần huyết mạch của vương thanh bạch có thể nâng cao tới 9. Một lát sau, lam oánh oánh vùng cổ tay, hộp ngọc vàng óng bay về phía một cái khe núi nhỏ. Vương trường sinh nhíu mày, chưa nói gì, tiên đan bậc hai so với tinh hồn chân linh chân tiên kỳ quý giá hơn nhiều. Không qua bao lâu, một cái hộp ngọc vàng óng tinh xảo đẹp đẽ từ trong khe núi bay ra, bay tới trước mặt Lam oánh oánh. Lam oánh oánh tiếp được hộp ngọc vàng óng, mở ra nhìn lướt qua, hài lòng khẽ gật đầu. Trong khe núi, ba nam tử đứng ở một mảnh đất trống, Kim Thiên Long cũng ở bên trong, hai nam tử ngũ quan giống nhau như đúc, đều mặc áo dài màu tím chúc mừng quách sư huynh có cửu thiên huyền linh đan linh trùng của quách sư huynh nhất định có thể trở thành chân linh kim thiên long nịnh nọt vẻ mặt đầy sự nịnh bợ hai nam tử áo tím là sinh đôi phân biệt tên quách thiên kỳ cùng quách thiên lân hai người đều là linh thể giả cũng là đệ tử trung tâm của thất tiên tông có xác suất rất lớn tiến vào kim tiên kỳ cửu thiên huyền linh đan dùng một trái u diễm tiên quả cùng một khối mộng yểm tinh trao đổi cũng không lỗ quách thiên kỳ cười nói U diễm tiên quả chu kỳ trưởng thành dài đến 300 vạn năm, có thể dùng luyện chế tiên đan bậc 2. Mộng yểm tinh bình thường dùng để luyện chế trung phẩm tiên khí, có thể chế tạo mộng cảnh, tu sĩ kim tiên chúng chiêu cũng rất khó tránh thoát. Cơ duyên của Quách Sư Huynh đến rồi, chúc mừng Quách Sư Huynh. Kim Thiên Long chúc mừng, Quách Thiên Kỳ mỉm cười gật gật đầu, Quách Thiên Lân vẻ mặt lạnh nhạt, bộ dạng không muốn giao tiếp với ai. Đổi đi cửu thiên huyền linh đan, làm oánh oánh phất tay áo một cái, hơn ngàn cây cờ trận hào quang màu vàng lấp lóe bay ra cẩn thận quan sát trận mặt cờ mấy chục cây cờ có mấy vết rách nhỏ cột cờ có một ít vết nứt nhỏ tiên trận bậc hai sơn xuyên chấn tiên trận trận khí báo hỏng một chút cờ trận cũng bị hao tổn muốn phát huy ra uy lực lớn nhất cần tìm một món trung phẩm tiên khí thổ thuộc tính làm trận khí còn cần chữa trị cờ trận dùng hạ phẩm tiên khí thổ thuộc tính làm trận khí uy lực cũng lớn hơn tiên trận bậc một bình thường rất nhiều giá khởi điểm hai vạn khối tiên nguyên thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2 ngàn. Làm oánh oánh mở miệng nói, một vạn 2, 2 vạn 4, 2 vạn 6, cạnh tranh rất kịch liệt, vương trường sinh cũng chưa lên tiếng, cho dù đấu giá được, hắn cũng không cách nào chứa trị cờ trận, cũng không có trung phẩm tiên khí thổ thuộc tính. Trải qua một đợt cạnh tranh kịch liệt, bộ sơn xuyên chấn tiên trận này lấy 7 vạn 5 ngàn khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Nếu như trận khí vẫn còn, cờ trận cũng chưa bị hao tổn, 10 vạn tiên nguyên thạch cũng không nhất định có thể lấy được. Làm oánh oánh phất tay áo một cái, một cái thẻ ngọc màu vàng kim nhạt bay ra, nói, bí pháp khai khiếu quyền anh hóa khiếu quyết nhiều nhất mở 4 khiếu, giá khởi điểm hai vạn khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn hai ngàn khối tiên nguyên thạch. Rất nhiều tán tu chân tiên kỳ vì bí pháp khai khiếu cấp cao, không thể không đầu nhập vào thế lực lớn, bí pháp có thể mở 4 khiếu ở thiên thần hải vực đã rất tốt rồi, giống như thiên thú tông, tạ ra, từ ra các thế lực truyền thừa lâu đời, bí pháp khai khiếu trên tay nhiều nhất mở năm khiếu chương 5647, hỏa lãng thần xa, thất diễm chi một Trên tay vương gia không ít bí pháp khai khiếu, vương trường sinh tự nhiên chưa lên tiếng đấu giá, chẳng qua có không ít tu sĩ lên tiếng đấu giá. Đối với tu sĩ chân tiên chưa có bí pháp khai khiếu cấp cao mà nói, môn huyền anh hóa khiếu quyết này là rất không tệ rồi. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, môn huyền anh hóa khiếu quyết này lấy 8 vạn khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, đây là bí pháp mở bốn khiếu. Ở một ụ đất thấp bay ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo đẹp đẽ, bay thẳng đến Lam Oánh Oánh. Lam Oánh Oánh tiếp lấy hộp ngọc màu xanh, mở ra hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một cái bình sứ màu xanh cùng một cái hộp ngọc vàng óng. Tiên nguyên thạch trên người vị đạo hữu này không đủ, dự định bán đấu giá một vài thứ. Lam Oánh Oánh mở nắp bình sứ, một đạo hào quang màu trắng bay ra, rõ ràng là một con bướm màu trắng hình thể to lớn, trên cánh con bướm có một chút đốm màu vàng óng. Tinh hồn chân linh chân tiên trung kỳ kim ban phi xương nga, Giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 Làm oánh oánh mở miệng nói, cầm tinh hồn chân linh chân tiên kỳ bán đấu giá Xem ra người đấu giá được huyền anh hóa khiếu quyết là Tán Tu Thế lực truyền thừa lâu đời một chút, có thể lấy ra 8 vạn khối tiên nguyên thạch Uông Như Yên phân tích, 1.000, hai, 200 ngàn tư, cạnh tranh rất kịch liệt Vương trường sinh tiêu 3.400 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được tinh hồn kim ban phi xương Nga hắn dự định thu thập nhiều tinh hồn chân linh chân tiên kỳ một chút, để Diệp Hải Đường cùng Bạch Ngọc Kỳ bố trí chân linh chu tiên trận. Đấu giá đi tinh hồn kim ban phi xương nga, làm oánh oánh mở hộp ngọc ra, bên trong là một mảng hạt cát màu vàng đỏ, lóe ra một trận yếu ớt linh quang. Một hộp hỏa lãng thần xa, đây là tài liệu trung tâm luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính, giá khởi điểm 2000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200. làm Oánh Oánh nói, hỏa lãng thần xa, thế mà là loại tài liệu này, Người này cơ duyên không nhỏ nha Uông Như Yên cảm thán nói Có lẽ là từ hỗn độn đại lục mang ra Cũng không biết người này là ai Vận khí tốt như vậy Vương Trường Sinh nói Một quả đồi thấp, Càn Minh đứng trên quả đồi Vẻ mặt đầy chờ mong Hắn có thể nhìn thấy Lam oánh Oánh Không nhìn thấy người đấu giá khác Vì thu hoạch được huyền anh hóa khiếu quyết Hắn đã lấy ra hơn phân nửa tài sản 2000, 2002, 2004 Giá cả liên tục tăng lên Rất nhanh đột phá 3000 khối Bốn ngàn, Vương Trường Sinh mở miệng nói, tài liệu trung lâm luyện chế diệt tiên pháo không dễ tìm, đã đụng phải, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trải qua nhiều lần đấu giá, Vương Trường Sinh lấy năm ngàn khối tiên nguyên thạch, đấu giá được hộp hỏa lãng thần xa này. Chỉ cần lấy được bản vẽ luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo hỏa thuộc tính, lại góp đủ tài liệu, hắn liền có thể luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo. Làm oánh oánh từ trong hộp ngọc lấy ra một cây linh chi to bằng bàn tay, mặt ngoài linh chi có 7 loại hoa văn màu sắc khác nhau, cực giống một ngọn lửa nóng. Thất diễm chi, vẻ mặt vương trường sinh ngưng trọng, thất diễm chi 50 vạn năm có thể luyện chế thất diễm đan, dùng để mở khiếu thứ năm. Thất diễm chi hơn 30 vạn năm, dễ cây bảo tồn tốt, có thể chuyển tới trồng ở linh điền. Làm oánh oánh mở miệng nói, nhất định phải đấu giá được cây thất diễm chi này. Uông như yên nói, ánh mắt nóng rực, trên tay vương trường sinh còn có 10 giò tạo hóa ngọc lộ, chỉ cần bồi dưỡng đến hơn 40 vạn năm, liền có thể dùng tạo hóa ngọc lộ thúc đẩy sinh trưởng đến 50 vạn năm, luyện chế thất diễm đan. Thất diễm chi hơn 30 vạn năm, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200, làm oánh oánh mở miệng nói. 3.000, 3.200, 3.400, giá cả liên tục tăng lên, vương trường sinh tiêu 1 vạn 3000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được cây thất diễm chi này. Thất diễm chi yêu cầu đối với hoàn cảnh tương đối cao, có thể dùng để luyện chế nhiều loại tiên đan bậc một, công dụng phổ biến, Đổi làm tiên dược bình thường, cho dù sinh trưởng đến hơn 30 vạn năm, cũng không bán được giá cao như vậy. Càn Minh lấy ra nhiều loại tài liệu cho Lam Oánh oánh bán đấu giá, thật không dễ gì mới góp đủ 8 vạn khối tiên nguyên thạch. Lam Oánh oánh phất tay áo một cái, một cái thước ngọc hào quang màu trắng lấp lóe bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, hư không xuất hiện lượng lớn vụn băng màu trắng, mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn. Trung phẩm tiên khí băng phách xích đổi vật giá trị tương đương, tài liệu hoặc bảo vật đều được. Lam oánh oánh nói, vương trường sinh cũng chưa mở lời, nếu như lấy ra lôi phách tinh, khẳng định có thể đổi được băng phách xích, chẳng qua giá trị của lôi phách tinh xa không chỉ có thế. Nhiều vị tu sĩ truyền âm cho Lam oánh oánh, chẳng qua đều không thể đổi đi băng phách xích, tiên khí này chưa đấu giá được, loại tình huống này cũng không phải là không có, nghĩ hẳn là một vị tu sĩ kim tiên nào đó gửi đấu giá. Chương năm 1648, Hỏa lãng thần xa, thất diễm chi, hai. Làm oánh oánh lật bàn tay phải, một cái vỏ rượu vàng ống tinh xảo đẹp đẽ bay ra. Làm oánh oánh phất tay áo một cái, năm hạt châu màu sắc khác nhau bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bộ phòng ngự tiên khí ngũ quang châu, mỗi một viên đều là hạ phẩm tiên khí, phòng ngự kinh người, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300. Làm oánh oánh mở miệng nói, nguyên bộ hạ phẩm tiên khí vốn đã quý giá, đừng nói là nguyên bộ phòng ngự tiên khí. 3.000, 3, .000, 3 .000 ba. 3006, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, giá cả liên tục tăng lên. Bộ tiên khí này sau cùng lấy giá cao 9.000 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, bị một vị tu sĩ nào đó đấu giá được. Đấu giá xong bộ phòng ngự tiên khí này, làm oánh oánh lên tiếng nói, hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ an bài các vị đạo hữu lần lượt rời đi, mời mọi người ở lại tại chỗ chờ một lát. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng tại chỗ chờ đợi, sau thời gian một chén trà, hư không nổi lên một trận gợn sóng, một đại hàn áo vàng dáng người khôi ngô hiện ra. Hai vị tiền bối, hội đấu giá đã kết thúc, vãn bối đưa các ngươi ra ngoài đi. Đại hàn áo vàng khách khí nói, bấm pháp quyết, hư không phụ cận sáng lên một mảng hào quang vàng óng, một vòng sáng màu vàng khổng lồ hiện ra, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi về phía vòng sáng màu vàng. Xuyên qua vòng sáng, bọn họ cảm giác trước mắt hoa lên, xuất hiện trong nhà gỗ, đi ra ngoài. Bọn họ đi ra khỏi tiệm tạp hóa, người đi đường như thủy triều, cực kỳ náo nhiệt bọn họ đi dạo hai canh giờ, lại đi quảng trường tán tu bày quầy bán hàng một chuyến, chẳng qua không có gì thu hoạch. về tới chỗ ở, vương trường sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. lần này tham gia hội đấu giá ngầm, thu hoạch lớn nhất chính là lấy được một ngọn tiên diễm. ngọn tiên diễm này không phải băng thuộc tính, lưu ly băng diễm cũng có thể căn nuốt, lớn mạnh bản thân, chẳng qua cần thời gian rất lâu mới có thể cắn nuốt tiên diễm, còn cần vương trường sinh giúp đỡ. năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh hôm đó vương trường sinh và uông như yên tới cổng một tòa trang viên trên bảng hiệu viết ba chữ to thiên công viên hai đệ tử bách luyện đảo hợp thể kỳ canh dư ở cổng vẻ mặt trang nghiêm thẩm đạo hữu là ở đây tổ chức tụ hội phải không vương trường sinh mở miệng hỏi đúng thế hai vị tiền bối là tới tham gia tụ hội à mời đi theo ta một thanh niên áo vàng dáng người cao gầy làm một cái động tác mời ở phía trước dẫn đường vương trường sinh và uông như yên theo thanh niên áo vàng đi vào thiên công viên xuyên qua mấy cổng vòm tiểu viện cùng một hành lang một bức tường gập gành cản đường đi của bọn họ vách tường phù văn lấp lóe rõ ràng là một tiên khí hai vị tiền bối các ngươi lấy thần niệm công kích linh lung bích có thể tham gia tụ hội hay không phải xem các ngươi đây là quy củ thẩm sư thúc lập ra thanh niên áo vàng chỉ vào tường đá nói lợi dụng thần niệm công kích vật này vương trường sinh hơi ngẩn ra xem ra muốn quen biết thẩm lập minh còn cần có thực lực nhất định mới được mi tâm vương trường sinh và uông như yên tỏa sáng, đều có một lưỡi đào ánh sáng dài hơn 10 trượng bắn ra, đánh lên linh lung bích. Linh lung bích nở rộ linh quang, rung động nhẹ nhẹ, tách thành hai, một con đường nhỏ trải đá cuội xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vương đạo hiếu, vương phu nhân, các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, vào đi. Một thanh âm nam tử vang dội vang lên, vương trường sinh cùng uông như yên đi vào, tiến lên mấy chục bước, phía trước là một mảng rừng hoa đào màu đỏ, một đình đá màu đỏ ở trung ương rừng hoa đào, hơn 20 tu sĩ chân tiên ngồi trong đỉnh đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, Hoắc Ngọc Sương cũng ở trong đó. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, đặt ở trên thân một thanh niên áo đỏ ngũ quan tuấn lãng. Thanh niên áo đỏ đầu đội mũ ngọc màu vàng, mũi thẳng, nét mặt để lộ ra một phần kiêu ngạo, bên hông đeo một cái ngọc bội lóe ra hào quang màu xanh. Thẩm Lập Minh, đệ tử trung tâm Bách Luyện Đảo, Thẩm Đạo Hiếu, hai vị này chính là Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử. Hoắc Ngọc Sương giới thiệu, hai vị đạo hữu tu luyện thần thức không tồi, so với tu sĩ chân tiên bình thường mạnh hơn nhiều, khó trách hoắc phu nhân khen ngợi có thừa đối với các ngươi. Một thiếu nữ váy vàng xinh đẹp tùm tỉm cười, thiếu nữ váy vàng dáng người yểu điệu, đôi lông mày kiếm dựng thẳng, tràn đầy anh khí. Muốn nói thần thức, chúng ta so ra kém phùng tiên tử. Vương trường sinh khiêm tốn nói, thiếu nữ váy vàng họ phùng tên sở sở, là cửu tinh chi thể, thần thức đặc biệt mạnh, ám đường đã thu thập tình báo của nàng. Hơn 10 vạn năm trước, phùng sở sở ra ngoài làm việc gặp 5 vị tu sĩ chân tiên tập kích một mình nàng khống chế năm con tiên khôi lỗi bậc một giết ba tu sĩ chân tiên đánh bị thương nặng hai người thanh danh tăng vọt vương đạo hữu nói không sai chỉ luận lực lượng thần thức đạo hữu ở đây đều không bằng sở tiên tử nhưng chỉ luận lực lượng khí huyết sợ chỉ có viên đạo hữu cùng cốc đạo hữu mới có thể so được với vương đạo hữu một nam tử áo bào tím dáng người béo lùn cười nói chương năm 1649, hạo nguyên tinh kim bối quỷ viên Khí huyết của vương đạo hữu mạnh như vậy, bản thể viên đạo hữu chính là chân tiên kỳ đại lực kim bối viên. Phùng Sở Sở kinh ngạc nói, nam tử áo bào tím họ La tên Phi Vũ, là huyết linh chi thể, cực kỳ mẫn cảm đối với sinh linh huyết khí tràn đầy. Khí huyết của thể tu vốn đã tràn đầy hơn tu sĩ bình thường, thân thể càng cường đại, khí huyết càng mạnh, La Phi Vũ cảm ứng càng mạnh. Núi cao còn có núi cao hơn, khí huyết vương đạo hữu mạnh hơn ta cũng không kỳ quái dù sao hắn chân tiên sơ kỳ đã có thể tiêu diệt tu sĩ chân tiên của thiên quỷ môn. Một đại hàn áo vàng cao lớn vạm vỡ hoàn toàn không bận tâm nói. Viên lỗi, chân tiên trung kỳ, tại hạ Cốc Hùng, ra mắt vương đạo hiếu, một nam tử áo bảo đen khuôn mặt trắng nõn đứng dậy, khách khí nói. Nam tử áo bảo đen diện mạo nhã nhặn trên người tàn mát ra sát khí nồng đậm, hiển nhiên giết chóc không ít. Tại Hạ Vương Trường Sinh, đây là phu nhân ta uông như yên, ra mắt các vị đạo hiếu. Vương Trường Sinh tự giới thiệu. Ngồi đi, Vương Đạo Hiếu, thẩm lập minh mời Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống. Mặt ngoài Vương Trường Sinh không biểu lộ gì, trong lòng thầm giật mình, xem ra tu sĩ chân tiên thần thức mạnh mẽ thực sự không ít. Lục tục có tu sĩ thông qua khảo hạch, tiến vào nơi đây, tham gia tụ hội, thấp nhất cũng là chân tiên trung kỳ, thậm chí có chân tiên đại viên mãn. Thẩm Đạo Hiếu, người sắp đả thông 36 tiên khiếu rồi nhỉ. Vẻ mặt La Phi vũ đầy hâm mộ nhìn thẩm lập minh tu sĩ chân tiên sơ kỳ đả thông 12 cái tiên khiếu, tiến vào chân tiên trung kỳ, đả thông 24 tiên khiếu, tiến vào chân tiên hậu kỳ, đả thông 36 tiên khiếu, tiến vào kim tiên sơ kỳ. Đại bộ phận tu sĩ đả thông 36 tiên khiếu, cần ngoại vật phụ trợ, như vậy thoải mái hơn không ít. Có một số tu sĩ chân tiên thể chất đặc thù không cần ngoại vật cũng có thể đả thông 36 tiên khiếu, nhưng kẻ sau cực kỳ hiếm thấy. Nào có dễ đả thông 36 tiên khiếu như vậy, ta kẹt ở chân tiên hậu kỳ hơn 10 vạn năm rồi. Thẩm lập minh thở dài nói, bình cảnh là điều mỗi một vị tu sĩ đều phải đối mặt, mỗi người một khác. Mới hơn 10 vạn năm mà thôi, thúc công ta đã kẹt ở chân tiên trung kỳ hơn 20 vạn năm. Một thiếu nữ váy trắng da thịt trắng như tuyết chẳng hề để ý nói. Cốc băng, chân tiên trung kỳ, xuất thân tuyết tinh tộc. Bình cảnh quả thật không dễ hóa giải, nhưng lấy tư chất của thẩm đạo hiếu, ta tin tưởng thẩm đạo hiếu rất nhanh có thể hóa giải bình cảnh. Nói đi cũng phải nói lại, ta nghe nói tinh nguyệt tiên tử kim tiên mới tấn thăng của hạo nguyệt minh là tinh nguyệt linh thể, loại linh thể này là linh thể phụ trợ, trước khi tu luyện đến thái ất kim tiên, kẻ sở hữu không có bình cảnh, chỉ cần tuần tự tu luyện, liền có thể tiến cấp. Vẻ mặt hoác ngọc xương đầy hâm mộ, tốc độ tu luyện của tinh nguyệt tiên tử quả thật nhanh, nghe nói nàng tu luyện còn chưa đến 20 vạn năm, đã tiến cấp kim tiên kỳ. Ở thiên thần hải vực, nhắm chừng cũng chỉ thiên thần tử tốc độ tu luyện nhanh hơn nàng. Vương Trường Sinh nói khi bọn họ vừa phi thăng tiên giới hạo nguyệt minh có thêm một vị tu sĩ kim tiên tinh nguyệt tiên tử vương trường sinh cũng nghe nói sự tích của tinh nguyệt tiên tử nếu không có bình cảnh tốc độ tu luyện của tinh nguyệt tiên tử quả thật rất nhanh tốc độ tu luyện nhanh không đại biểu thực lực mạnh mẽ lại không phải tiên thể thẩm lập minh không tán đồng nói chuyện phiếm hơn một canh giờ có người đề nghị trao đổi tài liệu các tu sĩ đều tỏ vẻ đồng ý thẩm lập minh dẫn đầu lấy ra tài liệu trao đổi hắn lấy ra mấy chục món đồ bao gồm hơn 10 món hạ phẩm tiên khí, dầu có khí thế cũng mạnh. Đổi tài liệu luyện chế diệt tiên pháo, con dối thú, có tài liệu quý hiếm giá trị tương đương cũng được. Thẩm lập minh mở miệng nói, ánh mắt phương trường sinh đảo qua, ánh mắt đặt ở trên một khối tinh thạch màu vàng đất, tinh thạch màu vàng chỉ to bằng quả trứng bồ câu, mặt ngoài có một chút đường vân huyền ảo, như tự nhiên hình thành. Hạo nguyên tinh, phương trường sinh cầm tinh thạch màu vàng lên, cảm giác trầm nặng. Thẩm đạo hiếu ta lấy vật này đổi hảo nguyên tinh với ngươi, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Thẩm Lập Minh. Món bán thành phẩm kia hoàn nguyên ra không ít tài liệu, hội đấu giá ngầm trao đổi ra ngoài một ít, còn dư một ít. Thẩm Lập Minh mở hộp ngọc nhìn một cái, gật gật đầu, đáp ứng trao đổi. Thứ Thẩm Lập Minh lấy ra, đều trao đổi ra được, hạ phẩm tiên khí hắn lấy ra toàn bộ trao đổi ra ngoài, trình độ luyện khí của Thẩm Lập Minh rất cao, đây là chuyện được công nhận. Tiên khí hắn luyện chế ra, tự nhiên tốt hơn một chút so với tiền khí ở trên chợ, được tu sĩ chân tiên yêu ái. Thẩm Lập Minh trao đổi xong, ngồi xuống, các tu sĩ lục tục đứng dậy, lấy ra đồ vật trao đổi, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Uông Như yên đổi được ba loại tài liệu luyện chế tiên phù, Vương Trường Sinh trái lại nhìn chúng mấy tài liệu, nhưng đối phương báo giá quá cao, chưa trao đổi thành công. Một khắc đồng hồ sau, La Phi Vũ đứng dậy, lấy ra mấy chục loại tài liệu, một quả cầu thủy tinh màu vàng đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý chương 5650, tin tức bản vẽ một Trong quả cầu thủy tinh màu vàng có một con vượn nhỏ trên lưng sinh ra mặt quỷ dữ tợt, rõ ràng là tinh hồn. Là đạo hiếu, đó là tinh hồn chân linh kim bối quỷ viên. Thẩm lập minh mở miệng hỏi, kim bối quỷ viên sinh ra ở âm minh chi địa, lấy quỷ vật làm thức ăn, khắc chế đại bộ phận quỷ vật, nắm giữ thần thông thần hồn, tinh thông thuật ẩn nấp, không có tiên khí thần hồn loại phòng ngự, ất dễ dàng bị nó ám toán. Đúng vậy, đây là tinh hồn kim bối quỷ viên chân tiên trung kỳ, ta muốn mời một vị tiên phù sư hỗ trợ luyện chế một loại tiên phù bậc một, ta cung cấp tài liệu cùng phương pháp luyện chế. La Phi Vũ mở miệng nói, tiên phù sư so với tiên khí sư còn thưa thất hơn, không có cách nào cả, phù triện dễ học khó tinh. Tiên đan sư và tiên khí sư số lượng tương đối nhiều một chút, tiên phù sư cùng tiên trận sư số lượng tương đối ít, về phần tiên bạc sư vậy thì càng ít. La Đạo Hiếu, thiếp thân là một tiên phù sư, bằng lòng hỗ trợ luyện chế tiên phù bậc một, không biết ý là đạo hữu như thế nào. Uông Như Yên mở miệng nói, Vương Phu Nhân, ngươi là tiên phủ sư, ánh mắt La Phi vũ kinh nghi bất định, Vương Trường sinh tiêu diệt tu sĩ chân tiên của thiên quỷ môn, trình độ luyện khí không thấp, có chút danh tiếng, Uông Như Yên không có tiếng tăm gì. Uông Như Yên lấy ra hai tấm bùa màu sắc khác nhau, đưa cho La Phi vũ, nói đây là tiên phù ta luyện chế ra, phân biệt là tứ tượng tù tiên phù cùng tử mẫu truy hồn phù, trong di vật của thất tinh tiên tử có phương pháp luyện chế nhiều loại tiên phù bậc một, tộc nhân vương ra thu thập đầy đủ tài liệu, uông như yên liền luyện chế ra. Vương như mộng cùng vương ngọc lam cũng có thể luyện chế tiên phù bậc một, trọng trách của uông như yên nhẹ đi rất nhiều. Tử mẫu truy hồn phù, vương phu nhân ngay cả loại tiên phù này cũng có thể luyện chế ra, trình độ chế phù không thấp nha. Phùng sở sở kinh ngạc nói, tử mẫu truy hồn phù có thể dùng cho truy tung kẻ địch, đánh tử phù vào trong cơ thể mục tiêu, bằng vào mẫu phù có thể tìm được mục tiêu. Lợi hại nhất là, tử phù đánh vào trong cơ thể mục tiêu, mục tiêu rất khó phát hiện. Tử mẫu truy hồn phù độ khó luyện chế không nhỏ, Uông Như Yên có thể luyện chế ra, trình độ chế phù có thể thấy được phần nào. Nhiều vị tu sĩ chân tiên truyền âm cho La Phi Vũ, cũng lấy ra đồ vật cho hắn xem xét, bao gồm thẩm lập minh. Bọn họ đều có hứng thú đối với tinh hồn kim bối quỷ viên, nhưng La Phi Vũ cũng chưa đổi cho bọn họ. La Đạo Hiếu, nếu không luyện chế ra, ta sẽ không lấy tinh hồn kim bối quỷ viên, sẽ tiếp tục tìm kiếm tài liệu, thẳng đến khi giúp người luyện chế ra mới thôi, như thế nào. Uông như yên truyền âm nói, La Phi Vũ có chút động lòng, bí pháp khai khiếu hắn tu luyện có chút đặc thù, mở khiếu thứ tư cần một loại tiên phù bậc một phụ trợ. Tiên phù sư của thiên thần hải vực không nhiều, đều là xuất thân thế lực lớn, hoặc trào giá quá cao, hoặc bế quan hoặc ra ngoài. Trước đó, hắn từng mời tiên phù sư khác hỗ trợ, luyện chế thất bại, La Phi Vũ cần một lần nữa tìm kiếm tài liệu. Điều kiện của Uông Như Yên rất hậu hĩnh, La Phi Vũ trả giá chỉ là phương pháp luyện chế cùng một phần tài liệu. La Phi Vũ trầm ngâm một lát, lấy ra một tấm thẻ ngọc màu vàng, đưa cho Uông Như Yên. Cửu tinh hóa nguyên phù, Uông Như Yên gật gật đầu, nhận lấy thẻ ngọc, thẻ ngọc giới thiệu luyện chế Cửu tinh hóa nguyên phù như thế nào, nhưng chưa nói tác dụng của phù này, có thể khiến La Phi Vũ lấy ra tinh hồn chân linh làm thủ lao, Uông Như Yên đoán có liên quan với khai khiếu la phi vũ trao đổi xong ngồi xuống các tu sĩ lục tục đứng dậy trao đổi vật phẩm vương trường sinh đổi được một ít tài liệu luyện khí uông như yên đổi được một ít tài liệu chế phù tất cả đều vui có người lấy ra một khối ngô kim thần tinh đây là tài liệu trung tâm luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo kim thuộc tính bị thẩm lập minh đổi đi hơn hai canh giờ sau tụ hội giải tán các tu sĩ lục tục rời khỏi bọn họ vừa trở lại chỗ ở vương xuyên minh đã đi lên đón hưng phấn nói lão tổ tông cháu có phát hiện trọng đại. Cái phát hiện gì? Nói nói, Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Trên thân một tu sĩ chân tiên có bản vẽ luyện chế hạ phẩm Diệt Tiên Pháo, cháu muốn trao đổi với hắn, hắn không đáp ứng. Vương Xuyên Minh nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách hắn không khách khí. Người này lai lịch thế nào? Hắn muốn đổi cái gì? Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Người này họ Dương tên Hải, xuất thân tán tu, chân tiên trung kỳ. Tính tình quái gở, độc lai like, độc vãng. Hắn muốn cháu hỗ trợ giết Phi Vũ Thượng Nhân, người này lại tu vi chân tiên hậu kỳ. Phi Vũ Thượng Nhân chủ yếu hoạt động ở địa bàn của Hạo Nguyệt Minh, căn bản không làm được. Vương Xuyên Minh nói, bảo hắn chạy tới địa bàn của Hạo Nguyệt Minh giết một tu sĩ chân tiên hậu kỳ, không nói đến hắn không biết điểm dừng chân của Phi Vũ Thượng Nhân, cho dù biết, muốn tìm cơ hội giết Phi Vũ Thượng Nhân cũng không dễ dàng. Nhớ đâu Phi Vũ Thượng Nhân ở phường thị tiềm tu 8000 một vạn 5 hắn chẳng phải là cần ở lại phường thị 8.000 một vạn năm. chương năm tin tức bản vẽ 2. Tu sĩ chân tiên của tôn gia cùng thiên quỷ môn lộ mặt ở địa bàn cửu tiên tông, cửu tiên tông sau khi phát hiện, lập tức tổ chức tu sĩ chân tiên bao vây tiếu trừ, nếu là hắn bị hạo nguyệt minh phát hiện, vậy thì phiền toái. Đi địa bàn hạo nguyệt minh giết một tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Hắn cùng người này có thù sâu hận lớn gì sao? Hắn sao không tìm cửu tiên tông bách luyện đảo tuyết tinh tộc, Uông Như Yên tò mò hỏi, theo hắn nói, vì phố thượng nhân giết đạo lữ của hắn, Dương Hải đi tìm cửu tiên tông cùng bách luyện đảo, người ta không quan tâm hắn, dù sao chỉ là phương pháp luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo, bọn họ cũng có. Vương Xuyên Minh nói, cửu tiên tông, bách luyện đảo và tuyết tinh tộc truyền thừa lâu đời, có phương pháp luyện chế hạ phẩm diệt tiên pháo không kỳ quái, điều khó được là luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo, chỉ là gom đủ một phần tài liệu đã không dễ dàng. Hắn chỉ từng nói việc này với một mình ngươi, hay là với rất nhiều người vương trường sinh hỏi rất nhiều người đều biết việc này cháu nhắm trừng phi vũ thượng nhân cũng thu được tin tức dương hải là bệnh cấp tính chạy chữa loạn như vậy sẽ tăng thêm độ khó cho nên không có ai đáp ứng hắn vương xuyên minh nói tiêu diệt phi vũ thượng nhân không dễ dàng tiêu diệt dương hải tương đối dễ dàng một chút trừ giết phi vũ thượng nhân điều kiện khác không được ví dụ như bí pháp khai khiếu hoặc là tiên khí thành bộ tiên phù tiên trận bậc một Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi. Vương Xuyên Minh lắc đầu nói, đều từng thử, hắn không có hứng thú, nói cái gì thù giết vợ không đội trời chung, nhất định phải giết phi vũ thượng nhân. Nếu có biện pháp, hắn cũng sẽ không động sát nghiệp. Xuyên Minh, người đừng làm bừa, người này có thể tu luyện đến chân tiên trung kỳ, sợ không phải hạng người hời hợt, nói không chừng có lá bài tẩy gì, ví dụ như tiên phù bậc hai hoặc dị thú. Uông Như Yên dặn dò, nàng biết tính cách của Vương Xuyên Minh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nếu dương hải thực không chịu trao đổi vương xuyên minh sẽ dùng thủ đoạn khác núi cao còn có núi cao hơn cho dù ngươi mở ba khiếu dương hải chưa chắc yếu hơn ngươi người phái người điều tra rõ trước tình huống dương hải nói còn có tình huống của phi vũ thượng nhân sẽ luôn có biện pháp không nhất định phải giết dương hải vương trường sinh phân phó vâng lão tổ tông vương xuyên minh đáp ứng dặn dò vài câu vương trường sinh bảo vương xuyên minh đi xuống xuyên minh quá khích rồi đường không thông hắn liền muốn giết người đoạt bảo. Uông như yên nhíu mày nói, hắn là quá khích, chẳng qua thật muốn ra tay tiêu diệt Dương Hải, ta tin tưởng hắn có nắm chắc rất lớn thành công, nhưng không cần thiết làm như vậy. Muốn đạt được bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo, có thể nghĩ cách, cho dù không đạt được cũng không có gì, cũng không phải Dương Hải mới có bản vẽ luyện chế. Vương Trường Sinh không tán đồng, chờ hội đấu giá tổ chức, hy vọng chúng ta có thể đấu giá được một ít thứ tốt. Uông như yên lộ vẻ mặt khát khao, bọn họ một chuyến này ra ngoài, đạt được không ít thứ tốt, cũng mở rộng mạng lưới quan hệ, thu hoạch rất lớn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, hắn đi vào một gian phòng khách, ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, ngồi thiền điều tức. Non nửa tháng kế tiếp, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thường xuyên tham gia tụ hội của tu sĩ chân tiên, kết giao tu sĩ chân tiên, trao đổi tài nguyên tu tiên. Bọn họ phái Vương Mô Hâm thu thập tài liệu luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù, hội đấu giá một lần này quy mô rất lớn, chỉ cần dám tiêu tiên nguyên thạch, Thu thập tài liệu dễ dàng hơn một chút. Sáng sớm một ngày này, ở cửa một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu đỏ xếp hàng dài, trên lối vào tòa tháp khổng lồ treo một tấm bảng hiệu màu vàng, bên trên có khắc ba chữ to màu đỏ Ly Hỏa Tháp, đây là hội trường đấu giá. Lượng lớn tu sĩ xếp hàng tiến vào Ly Hỏa Tháp, đám người Vương Trường Sinh cũng ở bên trong tham gia hội đấu giá, mỗi vị tu sĩ cần giao nộp 10 khối tiên nguyên thạch, có thư mời thì nói riêng. Không qua bao lâu, đám người Vương Trường Sinh tiến vào Ly Hỏa Tháp đập vào mắt một tòa đại sảnh rộng rãi sáng ngời, trung ương đại sảnh là một đài đá hình tròn lớn trăm trượng, trên đài đá bày một tấm bàn ngọc màu xanh cùng một tấm ghế ngọc màu vàng. Một người hầu áo xanh bước nhanh đi tới, đưa bọn họ tới tầng thứ ba. Mỗi một tầng đều có nhiều ghế lô độc lập, ở trong ghế lô có thể tham dự đấu giá, cực kỳ tiện lợi. Người hầu áo xanh lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn màu đỏ, dán lệnh bài hình tròn ở trên cửa, lệnh bài hình tròn sáng lên một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, cửa mở ra, một gian phòng đá lớn trăm trượng chiếu vào mi mắt. Vách đá bên trái căn phòng đá được khảm một tấm gương màu đỏ lớn một trượng, trên mặt gương là hình ảnh hội trường. Trong phòng bày một cái bàn gỗ màu đỏ hình tròn cùng mấy cái ghế gỗ, trên bàn gỗ bày một tấm lệnh bài hình vuông màu đỏ. Người hầu áo xanh giới thiệu đơn giản một lần hô giá như thế nào, liền lui xuống, vương tú lung đóng cửa lại. Vương trường sinh và uông như yên ngồi xuống, vương mô hâm lấy ra lá trà chén trà ấm trà. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên uống trà, lặng lặng chờ đợi. Chương 5652, Bát Quái Bảo Điển. Sau thời gian một chén trà, theo một đợt tiếng chuông vang dội cất lên, một ông lão áo bảo đỏ thân hình cao lớn từ trên trời giáng xuống, đáp ở trên đài đá hình tròn. Ông lão áo bảo đỏ mặt tròn mắt nhỏ, trên mặt mang theo mỉm cười, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Lão Phu Tôn Phong, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, ai trả giá cao thì được, bây giờ bắt đầu đấu giá. Ông lão áo bảo đỏ giới thiệu đơn giản một câu, phất tay áo, sau khi một mảng hào quang màu đỏ lướt qua, trên mặt bàn có thêm 5 cái bình xứ màu xanh. Năm bình tiên đan bậc một tử minh đan, đan này có hiệu quả tinh tiến pháp lực, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 5 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối. Tôn Phong mở miệng nói, lời này vừa nói ra, lập tức có người ra giá. 5 khối, 6 khối, 7 khối, 5 bình tử minh đan rất nhanh bán ra, Tôn Phong lại lấy ra ba bình tiên đan bậc một. Hội đấu giá ngầm thương phẩm không nhiều, quý ở tinh không ở nhiều. Hội đấu giá cửu tiên tông, bách luyện đảo và tuyết tinh tộc tổ chức không ít thứ tốt, nhưng đều là thứ bình thường, dù sao không phải mỗi một vị tu sĩ chân tiên đều có thể tiêu tốn vạn tiên nguyên thạch mua tài nguyên tu tiên. Tôn Phong lấy ra từng món thương phẩm, đều bán được giá không tệ. Uông như yên đấu giá được một khúc cửu tinh mộc 30 vạn năm, có thể dùng cho luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù, bốn người bọn vương tú lung cũng đấu giá mua một vài thứ giá đều không cao phần lớn là tài liệu vương gia có tiền khí sư tiên phù sư tiên đan sư tiên trận sư tiên tử sư các nhân tài kỹ nghệ bọn họ có thể thu thập tài liệu mời tộc nhân hỗ trợ có thể tiết kiệm tiên nguyên thạch dùng cũng yên tâm vương mô hầm đấu giá mua một ít tài nguyên tu tiên đều là tài liệu gia tộc đang thu thập hai canh giờ sau sau khi bán đấu giá đi một viên yêu đan chân tiên hậu kỳ tôn phong phất tay áo một mảng hào quang lướt qua trên mặt bàn có thêm 15 thanh phi kiếm lóe ra hào quang màu trắng. Bộ tiên khí phi tuyết kiếm, lấy thái ất băng tinh làm tài liệu chính luyện chế thành, mỗi một món đều là hạ phẩm tiên khí, giá khởi điểm 1000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu cho 200 khối. Tôn Phong mở miệng nói, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú, chưa mở miệng ra giá. Trải qua một phen đấu giá kịch liệt, bộ tiên khí này cuối cùng lấy giá 7800 khối tiên nguyên thạch thành giao. Tiên nguyên thạch trên người vị đạo hữu này không đủ, Tính bán ra một ít thương phẩm. Tôn Phong nói, một người hầu áo xanh bước nhanh đi lên đài cao hình tròn, đưa cho Tôn Phong một cái hộp ngọc màu vàng, lui xuống. Tôn Phong mở hộp ngọc, từ trong đó lấy ra một cái hồ lô màu đen cùng hai cái thẻ ngọc màu sắc khác nhau. Hắn nhổ nút hồ lô, nhíu mày, nhanh chóng đậy nút hồ lô lại, nói, đây là một bầu tử ngọc tiên thủy, kịch độc vô cùng, có thể dùng cho bồi dưỡng một ít tiên dược chứa kịch độc, giá khởi điểm 300 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối. Tử Ngọc Tiên Thủy, linh thực đường đang cần bồi dưỡng một ít tiên dược kịch độc. Vương Mô Hâm lộ ra vẻ mặt vui mừng, Vương Mô Hâm tiêu 1100 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được một bầu Tử Ngọc Tiên Thủy này. Các vị đạo hữu có từng nghe nói Bát Quái Chân Quân hay không? Tôn Phong cố ý nói một nửa, Bát Quái Chân Quân, vị tiền bối này chính là bói toán sư, lại tu vi kim tiên kỳ, hắn có hơn trăm vạn năm chưa lộ diện rồi nhỉ? Chẳng lẽ đây là công pháp chủ tu của hắn? Có tu sĩ đoán, không sai, đây là bát quái bảo điển ghi lại là thuật bói toán tác dụng của bói toán sư không cần ta nhiều lời nữa tôn phong cười mỉm nói nghĩ hẳn là bản tàn khuyết đi nếu không có vấn đề trực tiếp cầm bán cho các thế lực lớn bọn bách luyện đảo tuyệt đối có thể bán ra một cái giá cao có người nói nghiêm khắc mà nói là quyền thượng có thể tu luyện đến chân tiên trung kỳ còn có hai quyển trung hạ bát quái lão nhân bằng vào bộ công pháp này trở thành bói toán sư đạo hiếu cảm thấy hứng thú đối với bói toán cũng không nên bỏ qua giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối. Tôn Phong nói, 1.000, 1 một 1 hai. rất nhiều tu sĩ có hứng thú đối với bát quái bảo điển, đặc biệt tu sĩ xuất thân gia tộc tu tiên cùng tông môn tu tiên, cạnh tranh quá kịch liệt rồi. Vương Trường sinh tốn 9.500 khối tiên nguyên thạch, lúc này mới đấu giá được bát quái bảo điển, giá này sắp xỉ có thể mua một món trung phẩm tiên khí. Bát quái chân quân năm đó ở thiên thần hải vực danh tiếng không nhỏ, bói toán khá chuẩn xác, là thượng khách của nhiều thế lực lớn, bằng không cạnh tranh sẽ không lớn như vậy. Không qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Vương Tú Lung mở cửa phòng, một nam tử áo vàng dáng người trung đẳng đi vào, đưa cho Vương Trường Sinh một cái thẻ ngọc màu vàng. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, Vương Mô Hâm sảng khoái thanh toán linh thạch. Dựa theo thẻ ngọc kẻ bát quái bảo điển cao nhất có thể tu luyện đến đại la kim tiên, nhưng thẻ ngọc ghi lại là quyển thượng, còn có hai quyển trung hạ. Chương 5653, linh động 1. Vương Thu Lâm nếu phi thăng tiên giới, không cần phát sầu vì công pháp. Tấm thẻ ngọc này ghi lại tâm đắc tìm hiểu nguyên rủa pháp tắc, giá khởi điểm 100 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 khối. Tôn Phong giơ một cái thẻ ngọc màu xanh, nói: "Tâm đắc tìm hiểu nguyên rủa pháp tắc." Trong lòng Vương Trường Sinh khẽ động, hắn tiêu 300 khối tiên nguyên thạch đã đấu giá được tấm thẻ ngọc này. Nguyên rủa pháp tắc rất khó tìm hiểu, so với Huyễn pháp tắc còn rườm rà hơn, tu sĩ Trần tiên có hứng thú không nhiều có tâm đắc tìm hiểu nguyên rủa pháp tắc, có trợ giúp nhất định đối với thôi giao tìm hiểu nguyên rủa pháp tắc. Tôn Phong phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận lóe ra hào quang màu xanh bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Tiên trận bậc một vạn mục diệt tiên trận, tiên trận mục thuộc tính. Giá khởi điểm 300 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong cao giọng nói, vừa dứt lời, lập tức có người ra giá, Bộ vạn mục diệt tiên trận này cuối cùng lấy giá cao 800 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, Tôn Phong lục tục lấy ra mấy bộ tiên trận bậc 1 đều bán được giá cao. Sau khi bán ra 5 bộ tiên trận bậc 1, tám đại hán giáng người khôi ngô nâng một cái lồng sắt màu đỏ thật lớn đi lên đài đá hình tròn, trong lồng sắt màu đỏ nhốt một con thú khổng lồ đầu rồng thân ngựa, ngoài thân trải rộng vảy màu đỏ, trên đầu có một cây sừng nhọn màu vàng. Trên thân con thú khổng lồ dán một lá bùa lóe ra hào quang màu bạc, vẻ mặt lười biếng. Long mã chân tiên sơ kỳ, có được huyết mạch chân long hỏa thuộc tính, tốc độ chạy đặc biệt nhanh, tinh thông thần thông hỏa thuộc tính, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 6, đã hóa thành hình người, nhưng hắn tính tình nóng này, dùng tuần thú phủ gián ở trên người hắn, phòng ngừa hắn quấy rối. Tôn Phong mở miệng nói, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 6 mà thôi, muốn bồi dưỡng trở thành chân linh độ khó không nhỏ. Không có cơ duyên đặc thù, cho dù hắn tu luyện đến kim tiên, cũng không thành được chân linh. Một thanh âm nam tử thô giáp vang lên, rất nhiều yêu thú kim tiên kỳ độ tinh thuần huyết mạch cũng chưa chắc đạt tới 9, tranh lệch của chân linh cùng yêu thú vẫn là khá lớn. Chân linh nào có dễ bồi dưỡng ra như vậy, nếu có tiên đan bậc hai cử thiên huyền linh đan, độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 8, xác suất thành công có lẽ cao một chút. Tôn Phong mỉm cười, giọng điệu vừa chuyển, nói chân tiên sơ kỳ long mã, giá khởi điểm 2.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. 2001, 2002, 2003, cạnh tranh khá kịch liệt có một con linh thú chân tiên kỳ tương đối nhiều chỗ tốt, vô luận là đấu pháp hay giữ nhà, đều rất không tệ. Vương Trường Sinh cũng chưa mở miệng đấu giá, Vương Mộng Ly độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, cao hơn đám người Vương Lân, Vương Kiêu. Hội đấu giá ngầm trái lại xuất hiện một viên cửu thiên huyền linh đan, nhưng bị người ta đổi đi rồi. Con long mã chân tiên sơ kỳ này cuối cùng lấy 8.600 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, nếu độ tinh thuần huyết mạch đạt tới 7, giá có thể cao hơn không ít. Ghế lô nào đó, hạ tư băng, Hạ Khải Giao cùng Hạ Thiên Hùng ngồi ở bên cạnh một cái bàn tròn màu xanh. Khải Vân, con long mã này thuộc về ngươi, ngươi đi tiếp thu đi. Bên tổ chức sẽ giúp ngươi hạ cấm chế cho long mã. Hạ Tư Ban nhìn phía một thiếu nữ váy đỏ dáng người yểu điệu, phân phó. Hạ Khải Vân đáp ứng một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Đánh vào thiên thú đảo, hạ ra đạt được không ít tài nguyên tu tiên, giàu có khí thế cũng mạnh. Sau khi đấu giá đi long mã, Tôn Phong lục tục bán đấu giá năm con yêu thú chân tiên kỳ, Độ tinh thuần huyết mạch chỉ đạt tới 6, đều là chân tiên sơ kỳ. Sau khi bán đấu giá đi một con linh cầm chân tiên trung kỳ, Tôn Phong lật bàn tay phải, một cây thước ngọc màu vàng xuất hiện trên tay, mặt ngoài thước ngọc trải rộng linh văn huyền ảo. Một món tiên khí thế kiếp, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối. Tôn Phong cao giọng nói, thương phẩm của hội đấu giá dựa theo phân loại theo thứ tự bán đấu giá, không phải dựa theo giá, bình thường bán đấu giá đan dược trước, lại bán đấu giá thứ khác. Vương Nhất Đao từ mảnh vỡ tiên giới đạt được một cây cửu dương mộc hơn 30 vạn năm, tộc nhân chân tiên kỳ của vương gia đều có tiên khí thế kiếp, căn bản không cần bán đấu giá tiên khí thế kiếp. Tiên khí thế kiếp cũng chỉ tu sĩ chân tiên có thể sử dụng, chịu giới hạn bởi đại đạo pháp tắc, tu sĩ kim tiên kỳ trở lên không dùng được tiên khí thế kiếp. Nếu bị giết, hoặc là lợi dụng truyền thừa bảng sống lại, hoặc là xông vào đạo khí càn khôn tháp, không còn cách khác. Tiên khí thế kiếp này lấy 1300 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Tôn Phong lục tục lấy ra nhiều món tiên khí thế kiếp, đều đấu được giá cao. Có một người đấu giá không đủ tiên nguyên thạch, lấy ra một vài thứ nhưng lại chụp, có một cây huyễn nguyệt thảo hơn 20 vạn năm có thể dùng để luyện chế huyễn nguyệt đan. Vương Trường Sinh đấu giá được cây huyễn nguyệt thảo này, tính cho Liễu Hồng Tuyết luyện chế huyễn nguyệt đan, để Vương Mộng Ly dùng huyễn nguyệt đan. Chương 5654, linh động 2. Ba món huyền thiên chi vật, tài liệu tuyệt hảo luyện chế bộ tiên khí quỷ đạo, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong cầm trên tay ba cái hồ lô màu đen, cao giọng nói: "Huyền thiên chi vật ở tiên giới không tính là vật quý hiếm, ngẫu nhiên có thể xuất hiện vài món. Huyền thiên chi vật tiếp tục bồi dưỡng, có hy vọng bồi dưỡng thành tiên thiên tiên khí, nhưng quá trình đào tạo rất dài lâu, tài nguyên hao tổn là một con số thiên văn, tiên thiên tiên khí bồi dưỡng ra thường thường là hạ phẩm, đại bộ phận tiên khí sư đạt được huyền thiên chi vật đều lấy để luyện chế tiên khí." cũng chỉ các tiên nhân giàu có kia mới sẽ hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng huyền thiên chi vật, hy vọng bồi dưỡng ra một món tiên thiên tiên khí cấp cao, đây hoàn toàn là ván cược lớn. Lời đồn Nam Cung tiên tộc có một món cực phẩm tiên khí chính là dùng huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành, nghe nói tốn thời gian ngàn vạn năm, Nam Cung tiên tộc chưa bao giờ trả lời về việc này. Vương Trường sinh tiêu 2000 khối tiên nguyên thạch, đấu giá được ba món huyền thiên chi vật này, tính luyện chế cho Diệp Hải Đường một bộ quỷ đạo khí đám người Diệp Hải Đường không rảnh tới đây đấu giá, đụng tới thứ bọn họ cần, đám người Vương Trường Sinh sẽ hỗ trợ đấu giá được. Tôn Phong lấy ra một cây trúc trắng như tuyết, còn có dễ cây, nói, lãnh diễm trúc 30 vạn năm, tài liệu thượng giai luyện chế tiên khí băng thuộc tính, cũng có thể tiếp tục bồi dưỡng, giá khởi điểm 500 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50. Lãnh diễm trúc, Vương Trường Sinh nhớ tới cây tiên mộc kia đạt được ở cửu diễm tiên cung, đến nay, hắn còn chưa rõ lai lịch của cây tiên mộc đó, tìm đọc biển tịch tàng kinh các của thiên thú tông, cũng chưa có thu hoạch. Tiên giới thật sự quá lớn, sản vật phong phú, hắn không nhận ra cũng không kỳ quái, có lẽ chờ hắn cảnh giới cao, tiếp xúc đến giới cấp bậc cao hơn, liền có thể nhận ra tài liệu tiên mộc kia. Tôn Phong lục tục lấy ra nhiều cây tiên mộc, đều bán được giá cao. Ba canh giờ sau, sau khi đấu giá đi một khối khoáng thạch, Tôn Phong đằng hắng cổ họng, nói kế tiếp bán đấu giá vật phẩm áp trục, vật phẩm bán đấu giá áp trục đầu tiên hai hạt hạ phẩm linh đậu do cây đậu binh sinh ra, có thể dùng cho luyện chế đậu binh chân tiên kỳ. Tôn Phong lật bàn tay phải, một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ xuất hiện trên tay, mở ra hộp ngọc, bên trong có hai hạt đậu tương tỏa ra linh quang. Linh đậu cây đậu binh kết ra, vẻ mặt Phương Trường Sinh ngưng trọng, cây đậu binh chu kỳ sinh trưởng dài đến ngàn vạn năm, mỗi lần kết đậu số lượng không nhiều, cái này cũng tạo nên sự quý giá của linh đậu cùng đậu binh. Các ngươi thế mà có thể kiếm được hai hạt linh đậu, thứ quý giá như vậy, hẳn là đổi tài liệu nhỉ?" Một giọng nữ tử réo rắt vang lên, "Đây là vật một vị khách gửi đấu giá, đổi tài liệu giá trị tương đương." Tôn Phong mở miệng nói, "Ta dùng Tu Di Kim Cương Thạch đổi một hạt linh đậu, như thế nào?" Vương Trường Sinh truyền âm cho Tôn Phong, "Tu Di Kim Cương Thạch là tài liệu món bán thành phẩm kia hoàn nguyên ra, lấy để trao đổi một hạt linh đậu cũng không thiệt thòi. Giá trị lôi phách tinh quý giá hơn hạ phẩm linh đậu." Linh đậu quý giá là có thể luyện chế đậu binh, về phần luyện chế ra đậu binh cảnh giới nào, trừ trình độ luyện khí của kẻ luyện chế, cũng có quan hệ với phẩm giai linh đậu. Linh đậu chia làm hạ trung thượng cực 4 phẩm giai, hạ phẩm linh đậu cao nhất có thể luyện chế đậu binh chân tiên kỳ, một cây đậu binh kết ra linh đậu phẩm giai không giống nhau, cái này quyết định bởi tài nguyên bồi dưỡng cây đậu binh cùng trình độ gieo trồng của linh thực phu. Linh thực phu ở hạ giới không phải nghề nghiệp đặc biệt nổi tiếng, các thế lực không phải quá coi trọng, linh thực phu trình độ kỹ nghệ cao nữa cũng chỉ là bồi dưỡng linh dược linh quả quý hiếm, tốt một chút chuyển thành luyện đan sư. Đấu pháp mà nói, thực lực linh thực phu phổ biến không mạnh, cái này cũng dẫn tới tu tiên giả rất ít lựa chọn nghề nghiệp linh thực phu này. Tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, cung cấp vũ đài lớn hơn nữa cho linh thực phu. Một ít linh thực phu cấp cao có thể bồi dưỡng ra giống linh thực mới, ngoài ra còn có thể khiến cây đạo binh sinh trưởng ra linh đậu phẩm giai cao. Một ít tiên nhân lợi dụng đậu binh bài binh bố trận, tu sĩ cùng cấp bị đại trận đậu binh cấp cao vây khốn, không chết cũng phải lột một tầng ra. Đậu binh đề cao rất nhiều thực lực của linh thực phu, thế lực lớn có cây đạo binh đều rất coi trọng bồi dưỡng linh thực phu, cùng là linh đậu, hạ phẩm linh đậu cùng trung phẩm linh đậu tranh lệch quá lớn. Mức trần của hạ phẩm linh đậu chính là đậu binh chân tiên kỳ, nếu trình độ luyện chế không đủ, đậu binh có lẽ chỉ có thực lực hợp thể kỳ. Vương Trường Sinh ở hạ giới đạt được một hạt đậu binh khăn vàng, có tu vi đại thừa kỳ, có thể cứng rắn đối kháng huyền thiên chi bảo chương 5655, tiên tử bậc 2. Đậu binh và con dối thú có chút tương tự, đều cần tu tiên giả khống chế, khác nhau là, đậu binh không cần luyện vào tinh hồn yêu thú, đậu binh thuộc tính khác nhau, thần thông không giống nhau, đều là dùng linh đậu cây đậu binh kết ra làm tài liệu chính luyện chế thành. Con dối thú cần luyện vào tinh hồn yêu thú, thần thông quyết định bởi phẩm giai cùng tài liệu luyện chế. Con dối thú có thể dùng khoáng thạch cùng linh mục luyện chế, cũng có thể dùng thi thể yêu thú hoặc tu tiên giả luyện chế. Non nửa khác sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vương mô hâm mở cửa, một chấp sự trung niên đi vào, hắn là tu sĩ chân tiên. Vương trường sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho chấp sự trung niên, chấp sự trung niên sau khi xác nhận không có sai lầm, giao cho vương trường sinh một hạt linh đậu. Chấp sự trung niên đi rồi, vương mô hâm đóng cửa. Hai ngón tay vương trường sinh kẹp lấy linh đậu, cẩn thận quan sát, mặt ngoài linh đậu có ba hoa văn nhỏ bé, như tự nhiên hình thành. Hạ phẩm linh đậu có ba hoa văn, Trung phẩm linh đậu có 6 hoa văn, cực phẩm linh đậu có 12 hoa văn. Đậu binh, Tiên Khôi lỗi và Diệt Tiên Pháo đều là tài nguyên chiến lược rất quý giá, Diệt Tiên Pháo quý giá nhất, hạ phẩm Diệt Tiên Pháo có cơ hội tiêu diệt tu sĩ chân tiên, tu sĩ hóa thần cũng có thể khống chế, không cần hao tổn bao nhiêu thần thức. Có Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh trong tay, Phương Trường Sinh có nắm chắc luyện chế ra đậu binh chân tiên kỳ. Nếu luyện chế thất bại, lợi dụng Thanh Liên Tạo Hóa đỉnh hoàn nguyên tài liệu, luyện chế mới lại, thẳng đến lúc thành công mới thôi cũng có thể lấy để gieo trồng cây đậu binh. Lúc này, Tôn Phong lấy ra ba lá bùa lóe ra hào quang màu đỏ, nói tiên phù bậc hai phần tiên phù, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ Kim Tiên nắm giữ hỏa pháp tắc, giá khởi điểm một ngàn khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. trăm. Một ngàn mốt, một ngàn hai, ba, tấm phần tiên phù rất nhanh bán đấu giá xong, giá hoàn thành giao dịch thấp nhất hai ngàn khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong lấy ra một tấm thẻ ngọc màu vàng kim nhạt, nói công pháp tiên gia trọng thủy tiên kinh, tổng cộng có 30 tầng, 3 tầng một cảnh giới, công pháp thủy thuộc tính, giá khởi điểm 2.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Đối với một ít thế lực nhỏ, bộ trọng thủy tiên kinh này có thể tăng cường nội tình bản thân thật lớn. Vương gia không ít công pháp, vương trường sinh căn bản chứng mắt bộ trọng thủy tiên kinh này, chưa mở miệng đấu giá. Môn trọng thủy tiên kinh này cuối cùng lấy giá hai vạn 3 khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, bị thế lực nhỏ nào đó đấu giá đi. Vương Trường Sinh phi thăng tiên giới hơn 3 vạn năm, ở trong lúc đó, thiên thần hải vực có nhiều gia tộc mới sinh cùng môn phái thành lập, bọn họ đang rất thiếu nội tình. Tôn Phong lục tục lấy ra nhiều môn công pháp tiên gia, đều bán được giá cao. Huyền khiếu công, nhiều nhất có thể mở 3 khiếu, giá khởi điểm 1.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300 khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong cầm trên tay một cái thẻ ngọc màu xanh, nói. Môn bí pháp khai khiếu này cạnh tranh rất kịch liệt, vương trường sinh căn bản chướng mắt trải qua cạnh tranh kịch liệt, môn huyền khiếu công này cuối cùng lấy giá cao một vạn một ngàn khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch. Một người hầu áo xanh đi lên đài cao hình tròn, lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu xanh, đưa cho tôn phong. Trên người vị đạo hữu này không đủ tiên nguyên thạch, tính bán đấu giá một vài thứ. Tôn phong nói xong, vung nhẹ vòng tay chữ vật màu xanh một cái, sau khi một mảng hào quang màu xanh lướt qua, trên mặt bàn có thêm mười mấy món đồ. Có tiên mộc, tiên dược, khoáng thạch, gia thú, xương thú, đều là mặt hàng bình thường, một đống vật thể màu xanh bất quy tắc đã dẫn lên sự chú ý của Vương Trường Sinh. Khối vật thể màu xanh kia là cái gì? Tài liệu luyện khí sao? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Đây là một món bán thành phẩm, còn chưa luyện chế thành tiên khí, giá khởi điểm 50 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối. Tôn Phong nói, bán thành phẩm không khác gì phế phẩm, trừ kẻ sở hữu, người ngoài căn bản không biết luyện vào tài liệu gì, cũng không biết muốn luyện chế bảo vật gì. Vương Trường sinh tiêu 100 khối tiên nguyên thạch, đã đấu giá được khối bán thành phẩm này. Hắn lúc trước mua từ thạch tương một món bán thành phẩm, hoàn nguyên thành nguyên vật liệu, đổi được không ít thứ quý giá, không biết bán thành phẩm này hoàn nguyên thành nguyên vật liệu, có những tài liệu nào. Giá thấp như vậy, nhắm chừng chủ món đồ coi là phế phẩm rồi. Uông như yên cười nói, Vương Trường sinh gật gật đầu, người này quá nửa là tán tu. Sau khi bán đấu giá đi những tài liệu này, Tôn Phong vung nhẹ cổ tay một cái, một cái bình ngọc lóe ra hào quang màu xanh bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, bình ngọc màu xanh sáng lên hào quang màu xanh chói mắt, phun ra một mảng hào quang màu xanh, một cái cây chín màu từ trong đó bay ra. Cửu thải bàn đào, ánh mắt Vương Mô Hâm nóng rực, chương 5656, tiên trận bậc 2 vạn hải đại trận 1. Cửu thải bàn đào là một trong 10 đại tiên quả, một trái cửu thải bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm, không có hạn chế, dùng số lượng càng nhiều, kéo dài tuổi thọ càng lâu nhưng cửu thải bàn đào chu kỳ sinh trưởng dài đến 900 vạn năm, tu sĩ Kim Tiên đều nhìn mà dừng bước. Cây cửu thải bàn đào hơn 50 vạn năm, đổi thứ giá trị tương đương. Tôn Phong nói, vẻ mặt đầy hâm mộ, cây cửu thải bàn đào này là một vị tu sĩ Kim Tiên gửi đấu giá, cách thời kỳ trưởng thành còn có hơn 800 vạn năm. Linh thực phu cấp cao có thể rút ngắn một ít thời gian, nếu có thời gian tiên khí hoặc tu sĩ Kim Tiên nắm giữ thời gian pháp tắc, hơn 800 vạn năm không tính là gì. Tài liệu, Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, đánh mất ý nghĩ này, cho dù hắn lấy ra lôi phách tinh, cũng không đổi được cây cửu thải bàn đào hơn 50 vạn năm. Mười đại tiên quả đều rất quý giá, không phải tiên quả bình thường có thể so sánh. Non nửa khắc đồng hồ sau, Tôn Phong thu hồi cây cửu thải bàn đào, hiển nhiên chưa đấu giá được. Tôn Phong lấy ra một cái vỏ rượu màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, nói tiên tử bậc hai thanh hạnh nhướng, có hiệu quả tinh tiến tiên nguyên lực, giá khởi điểm 3.000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 300, tiên tử bậc hai tinh tiến tiên nguyên lực, vương trường sinh có chút động lòng, tu sĩ chân tiên dùng để uống, hiệu quả chẳng phải là càng tốt. Ba ngàn, ba ngàn ba, ba vương trường sinh tiêu một vạn bảy ngàn khối tiên nguyên thạch, đấu giá được vò thanh hạnh những này. Vương gia từ thiên thú đảo đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, một lần này tham gia hội đấu giá, chính là đến nhập hàng. Tiên tử sư là một nghề nghiệp ít thịnh hành, một ít tiên tử đặc thù có công hiệu đặc thù, được tiên nhân hoan nghênh. Đỗ tuyết giao trước mắt là chân tiên sơ kỳ, có thể sản xuất ra hai loại tiên tử, chủ yếu là tử phương khó được, vương gia tạm thời chưa thu thập được tử phương quý hiếm. Một vạn bảy ngàn khối cũng đủ mua một món trung phẩm tiên khí, chủ yếu là cạnh tranh quá kịch liệt, rất nhiều tu sĩ chân tiên đều muốn đấu giá được vò thanh hạnh những này. Tôn phong giơ tay phải, một quả cầu kim loại lóe ra hào quang màu vàng bay ra, mặt ngoài quả cầu kim loại trải rộng linh văn huyền ảo. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, quả cầu kim loại phát ra một mảng hào quang màu vàng trói mắt, hóa thành một đại hàn áo vàng dáng người khôi ngô, ánh mắt đờ đẫn. Tiên khôi lỗi bậc một, tinh thông thần thông thổ thuộc tính, đổi tài liệu giá trị tương đương. Tôn Phong mở miệng nói, Vương Trường Sinh đổi được phương pháp luyện chế năm loại tiên khôi lỗi bậc một, đã gom đủ tài liệu luyện chế hai loại tiên khôi lỗi, đối với con tiên khôi lỗi này cũng không có hứng thú. Con tiên khôi lỗi này bị vị tu sĩ nào đó đổi đi, về phần dùng cái gì trao đổi, người khác không rõ. Tôn Phong phất tay áo, mấy trăm cây cờ phướn lóe lên hào quang vàng óng bay ra, mỗi một cây cờ phướn màu vàng đều bị vô số hồ quang màu vàng bao bọc, tản mát ra một luồng khí thức cuồng bạo. Tiên trận bậc một kim lôi diệt tiên trận, luyện vào hấp lôi châu trong cơ thể kim lôi sa chân tiên trung kỳ, uy lực cực lớn, giá khởi điểm 3000 khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Tôn Phong vừa dứt lời, lập tức có người hô giá. 3000 rưỡi, 4000, 000 rưỡi, giá không ngừng leo cao, Phương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá. Bộ kim lôi diệt tiên trận này cuối cùng lấy giá cao 2 vạn một ngàn khối tiên nguyên thạch hoàn thành giao dịch, trở thành thương phẩm giá hoàn thành giao dịch cao nhất trước mắt. Phương Trường Sinh có thể đấu giá được bộ đại trận này, cũng không phải tiên nguyên thạch không đủ, chỉ là hắn cảm thấy vượt qua giá trị của trận pháp. Căn cứ tình báo hắn nắm giữ, hội đấu giá một lần này có tiên trận bậc 2. Tiên trận bậc 2 ít nhất 10 vạn tiên nguyên thạch, hắn tạm thời mua không nổi, mua một bộ tiên trận bậc một tốt một chút không thành vấn đề. Sau khi bán đấu giá bộ tiên trận này, Tôn Phong phất tay áo, mấy trăm cây cờ trận lóe ra hào quang màu lam bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Mặt ngoài một số cờ trận lại có vết rách nhỏ bé. Tiên trận bậc hai vạn hải đại trận, trận khí báo hỏng, một ít cờ trận bị hao tổn, giá khởi điểm một vạn khối tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn khối tiên nguyên thạch. Tôn Phong mở miệng nói, tiên trận bậc hai không có trận khí giá trị suy giảm mạnh, bộ tiên trận này là khách nhân gửi đấu giá. Một vạn, một vạn mốt, một vạn hai, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt, cho dù dùng hạ phẩm tiên khí làm trận khí, bộ tiên trận bậc hai này vẫn có thể phát huy ra uy lực không nhỏ. Vương Trường sinh tiêu 8 vạn khối tiên nguyên thạch, đấu giá được bộ tiên khí này. Như vậy, tiên nguyên thạch trên người bọn họ không còn lại mấy, trước mắt tiêu mười mấy vạn tiên nguyên thạch, nếu không phải từ thiên thú tông đạt được không ít tài vật, Vương Trường sinh không có cách nào xa xỉ như vậy. Có bộ vạn hải đại trận này, an toàn của thanh liên đảo được tiến một bước tăng mạnh. Tôn Phong phất tay áo, một cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra, lơ lửng giữa không trung. Trung phẩm tiên khí kim nguyệt nhận, đổi tài liệu giá trị tương đương. Tôn Phong nói: "Chương 5657, tiên trận bậc 2 vạn hải đại trận 2." Trung phẩm tiên khí ở Thiên Thần Hải vực là tương đối quý giá, cơ bản là lấy vật đổi vật, rất ít dùng tiên nguyên thạch kết toán. Nhiều vị tu sĩ truyền âm cho Tôn Phong, non nửa khắc đồng hồ sau, Tôn Phong thu hồi kim nguyệt nhận, thương phẩm này chưa bán đấu giá được hắn vung tay sau khi một mảng hào quang xẹt qua trên mặt đất có thêm một khẩu đại pháo ánh vàng rực rỡ thân đại pháo trải rộng linh văn huyền ảo diệt tiên pháo vương mô hâm kinh ngạc nói thế mà có diệt tiên pháo bán ra hạ phẩm diệt tiên pháo đổi tài liệu giá trị tương đương tôn phong mở miệng nói vương trường sinh cũng không hâm mộ nếu là đạt được bản vẽ luyện chế diệt tiên pháo có hy vọng luyện chế ra hạ phẩm diệt tiên pháo khẩu diệt tiên pháo này bị người ta đổi đi về phần là ai thì không rõ ghế lô nào đó mạnh nhất long ngồi ở bên cạnh một cái bàn gỗ hình tròn nhiều người con cháu mạnh ra bọn mạnh thiên duệ đứng ở một bên quá tốt rồi có thể đổi được một khẩu diệt tiên pháo mạnh thiên duệ kích động nói sự tồn tại của vật này là cơ mật của bản tộc không thể truyền bá ra ngoài nếu không phải thiên huy từ hỗn độn đại lục đạt được không ít tài liệu quý hiếm chúng ta cũng không có cách nào đổi được khẩu diệt tiên pháo này mạnh nhất long cảm thán nói hắn dùng một khối cửu lãng thần tinh nhỏ đổi được khẩu diệt tiên pháo này Cửu Lãng Thần Tinh có thể dùng cho luyện chế trung phẩm Diệt Tiên Pháo Hỏa thuộc tính, là tài liệu giá trị tương đương với Lôi Phách Tinh. Ai cũng có khả năng có cơ duyên, trong 10 vạn năm, tu sĩ chân tiên mạnh ra chết ở Hỗn Độn Đại Lục không dưới 10 người. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc, chúng ta lần sau sẽ chuẩn bị đồ tốt hơn nữa, hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia. Tôn Phong nói, các tu sĩ lục tục rời khỏi hội trường, ra khỏi Ly Hỏa Tháp, đám người Vương Trường Sinh đi về phía cửa ra vào phường thị. Một chuyến đi phường thị này, bọn họ kiếm được không ít thứ tốt, tiêu phí cũng kinh người. Ra khỏi phường thị, vương trường sinh lấy ra ngọc bích chu, đi lên, đám người uông như yên theo sát sau đó. Đi, vương trường sinh quát khẽ một tiếng, ngọc bích chu phát ra một đợt hào quang màu xanh lóa mắt, hóa thành một giải cầu vồng màu xanh xé gió lao đi. Không đến bảy ngày, đám người vương trường sinh liền về tới thanh liên đảo. Bọn họ vừa trở lại thanh liên phong, vương vĩnh thiên và vương thanh thành đã tới. Vĩnh thiên, đây là tài nguyên tu tiên chúng ta mua, người đưa vào danh sách, cất vào kho báu gia tộc, phái người tìm hải đường cùng Ngọc Kỳ đến, ta có lời muốn nói với bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó, lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu xanh, đưa cho Vương Vĩnh Thiên. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi, không qua bao lâu, Diệp Hải đường cùng Bạch Ngọc Kỳ liền xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Đây là tài liệu xây dựng phi tiên đài, các người ở huyền dương đảo thành lập một tòa phi tiên đài, việc này là tuyệt mật của gia tộc, không thể truyền ra ngoài. Còn có một bộ tiên trận bậc hai vạn hải đại trận, các người bố trí ở thanh liên đảo. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay chữ vật màu lam, đưa cho Diệp Hải Đường. Cháu biết rồi, cứu cứ bao ở trên người chúng cháu. Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng, đây là tài nguyên tu tiên các người muốn thu thập. Uông Như Yên lấy ra ba cái vòng tay chữ vật, đưa cho ba người bọn Vương Thanh Thành, về phần tài nguyên tu tiên bọn Vương Thanh Sơn muốn thu thập, để sau một chút lại phái người đưa đi cho bọn họ. Ba người bọn Vương Thanh Thành, Liên Thanh cảm ơn, thu lấy. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi." Vương Trường Sinh phân phó, bảo bọn họ lui xuống. Vương Trường Sinh tới một quảng trường đá rộng lớn, trên quảng trường có một pháp trận màu bạc lớn hơn ngàn trượng, quanh pháp trận là 18 cây cột đá màu bạc thô to, bên trên có khắc không ít phù văn huyền ảo, giống những ngọn lửa cháy. Hắn phất tay áo, một cái bình ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ bay ra, lơ lửng ở trên không pháp trận. Hắn đánh vào một pháp quyết một đạo hào quang vàng óng bay ra, hóa thành một con dao long toàn thân màu vàng, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào mấy đạo pháp quyết. 18 cây cột đá màu bạc nhất thời phù văn rực sáng, một màn hào quang màu bạc khổng lồ bỗng dưng hiện lên, bao phủ cả tòa pháp trận. Vô số phù văn màu bạc huyền ảo từ trong cột đá bay ra, hóa thành 18 sợi xích màu bạc thô to, khóa chặt thân thể dao long màu vàng. Dao long màu vàng là tiên diễm biến thành, không phải thực thể, theo lý mà nói căn bản không vây được nó, nhưng nó căn bản không dễ thoát được. tu linh đại trận, trận này chuyên môn nhằm vào tiên diễm. Vương Trường Sinh đã sớm bảo Bạch Ngọc Kỳ cùng Diệp Hải Đường bố trí ra, vừa lúc phát huy công dụng. Giao long màu vàng kịch liệt dẫy ruộng, ngoài thân nở rộ ngọn lửa, lan tràn về phía 18 sợi xích màu bạc. 18 sợi xích màu bạc nở rộ ra hào quang màu bạc trói mắt, ngăn cản ngọn lửa màu vàng lan tràn. Vương Trường Sinh phất tay áo, một đoàn ngọn lửa màu tuyết lam bay ra, chính là Lưu Ly Băng Diễm. Chương tám Cửu Tiên Tông Mộ Binh. Lưu Ly Băng Diễm quay cuồng dâng trào, hóa thành một con hỏa phượng màu tuyết lam, nó vỗ đôi cánh, bay về phía màn hào quang màu bạc, bề mặt màn hào quang màu bạc nổi lên một trận gợn sóng, một lỗ thủng lớn khoảng một trượng hiện ra, Lưu Ly Băng Diễm bay vào. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, pháp trận khẽ rung động, vô số phù văn màu bạc tuôn trào ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành một lưỡi đào ánh sáng lóe ra hào quang màu bạc, chém lên cái đuôi của dao long màu vàng, chặt đứt cái đuôi của nó. Hỏa phượng màu tuyết lam há mồm nuốt xuống, ngoài thân trào ra một ngọn lửa màu vàng, nó ra sức vỗ cánh, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một quả cầu băng trắng như tuyết. Năng lượng tiên diễm ẩn chứa quá lớn, lưu ly băng diễm không thể cắn nuốt trong một lần, chỉ có thể chia từng lần cắn nuốt, chậm rãi lớn mạnh bản thân. Tranh lệch giữa linh diễm bậc 8 cùng tiên diễm không phải lớn bình thường, có tù linh đại trận giúp đỡ, lưu ly li băng diễm cắn nuốt xong tiên diễm, hẳn là có thể tiến cấp thành tiên diễm, đến lúc đó, hiệu suất luyện khí của vương trường sinh có thể tăng cao không ít. Ngoài ra, lúc đấu pháp, lưu ly li băng diễm cũng có thể phát huy tác dụng trọng đại. Giao long màu vàng kịch liệt dẫy ruộng, kéo 18 sợi xích màu bạc, không có tác dụng gì. Vương trường sinh vẫy tay một cái, quả cầu băng màu trắng từ trong màn hào quang màu bạc bay ra, lỗ hồng theo đó khép lại. Hắn thu hồi quả cầu băng màu trắng, Rời khỏi nơi đây, đi vào một mật thất, Thanh Liên tạo hóa đỉnh chiếu vào mi mắt. Vương Trường Sinh lấy ra một đống vật thể màu xanh bất quy tắc, mở nắp đỉnh, ném vật ấy vào trong đỉnh, rót tiên nguyên lực vào Thanh Liên tạo hóa đỉnh. Hình hoa sen màu xanh trên thân đỉnh nhất thời bừng sáng, qua một hồi lâu, linh quang của hoa sen màu xanh ảm đạm xuống. Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, bên trong có chín món đồ. Ánh mắt hắn đặt ở trên một khối tinh thạch lóe ra hào quang màu xanh tinh thạch màu xanh tản mát ra một linh khí dao động tinh thuần, mặt ngoài có một chút lỗ thủng nhỏ, ngoại hình giống củ sen. Thanh ngẫu tinh, vương trường sinh lộ ra vẻ mặt vui mừng, vật này có thể luyện chế hạ phẩm tiên khí một thuộc tính, rời trồng tiên dược tiên quả tiên một quý hiếm có thể phát huy công dụng. Hắn nhìn nhìn tài liệu khác, kẻ sở hữu hẳn là muốn luyện chế một món tiên khí một thuộc tính, không biết xảy ra biến cố gì còn chưa luyện chế thành công, dừng lại giữa chừng. Vương Trường Sinh thu hồi những tài liệu này, tới một gian phòng đá khác, trên vách đá khắc lượng lớn trận văn màu lam. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Không qua bao lâu, ngoài thân hắn bị một mảng hào quang màu lam bao phủ. Đông Huyền Châu giới quần, Huyền Dương giới, Thanh Liên đảo, một tòa trang viên yên tĩnh, đình đài lầu các, cầu nhỏ vườn hoa. Vương Thanh Bách, Hạ Hầu giao cùng Vương Thu Lâm ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, ba người đang nói xong cái gì. Vương Thanh Bách hơn 4 vạn tuổi, trước mắt là đại thừa hậu kỳ, có thể phi thăng tiên giới bất cứ lúc nào. Vương Thanh Thành lợi dụng trận pháp đưa tin cho hắn, bảo hắn tạm thời đừng phi thăng tiên giới, gia tộc đang xây dựng phi tiên đài, đến lúc đó để hắn phi thăng ở phi tiên đài nhà mình. Cha mẹ nói, nhất định phải bảo vệ tốt con, tương lai phi thăng tiên giới, con có thể phát huy tác dụng lớn. Vương Thanh Bách nói, vẻ mặt đầy tự hào, một nhà ba người bọn họ đều là linh thể giả, Vương Thu Lâm cưới một nữ tu thiên linh căn, dùng cửu long đan sinh hoạt vợ chồng, đạo lữ của hắn chưa sinh ra linh thể giả, hai con trai một con gái. Vương Thu Lâm gật gật đầu, nói con nhất định chăm chỉ tu luyện, sớm ngày phi thăng tiên giới. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Bách bảo Vương Thu Lâm lui xuống, hắn cùng Hạ Hầu Giao quay về chỗ ở, ngồi thiền tu luyện. Hạ Hầu Giao vẫn là đại thừa trung kỳ, cách đại thừa hậu kỳ không xa. Năm tháng như thoi đưa, hơn vạn năm trôi qua, tiên giới, Bắc Hải tiên vực, quần đảo Bạch Lộc, Thanh Liên đảo, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Uông Như Yên đi ra, trong mắt tràn đầy nét vui mừng. Sau khi từ phường thị trở về, nàng liền ra tay luyện chế cửu tinh hóa nguyên phù, thất bại một lần, lần thứ hai liền luyện chế ra, phái người trao đổi với La Phi Vũ đạt được tinh hồn chân linh. Uông Như Yên bế quan tiềm tu hơn vạn năm, thành công đả thông 12 tiên khiếu, tiến vào chân tiên trung kỳ. Tính toán thời gian, nàng tiến vào chân tiên kỳ hơn 4 vạn năm rồi. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn màu lam nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, Pháp bàn chưa có bất cứ sự đáp lại nào. Nàng biến đổi pháp quyết, rất nhanh, pháp bàn truyền đến một giọng nam tử cung kính, "Lão tổ tông, có gì phân phó?" Sương Lạc, Vĩnh Thiên đang bế quan tu luyện sao?" Uông Như Yên mở miệng hỏi. Vương Vĩnh Thiên thân là gia chủ, có rất nhiều thời gian tu luyện, bế quan tu luyện rất bình thường. Vương Xương Lạc là đường chủ chấp sự đường, phụ trách xử lý việc vặt, rất nhiều việc trong tộc, hắn đều rõ. "Đúng vậy, lão tổ tông có việc phân phó cháu xử lý là được." Vương Sương Lạc nói, Thanh Bách phi thăng tiên giới chưa? Uông Như Yên mở miệng hỏi, nhóm người Thanh Bách lão tổ đều đã phi thăng tiên giới, thuận lợi đáp ở phi tiên đài của gia tộc chúng ta, bọn họ trước mắt ở Thanh Liên đảo tiềm tu. Vương Sương Lạc báo cáo, chương chín, tộc nhân xin chiến một. Phi tiên đài của Vương gia sau khi xây dựng xong, trải qua Bạch Ngọc Kỳ và Diệp Hải Đường điều chỉnh thử nhiều lần, Vương Thanh Bách và Hạ Hầu giao từ nơi nào đó của Thiên Dương Sa Hải phi thăng, thuận lợi đáp ở phi tiên đài của vương gia. Bọn họ đã tiến vào chân tiên kỳ, bế quan tiềm tu ở thanh liên đảo. Uông như yên gật gật đầu, nói thu lâm thế nào rồi. Hắn cũng sắp xỉ rồi nhỉ, lúc trước từng liên hệ hạ giới, thu lâm lão tổ còn chưa xuất quan, nhắm chừng sắp rồi. Sương Lạc báo cáo, Uông như yên hỏi một phen tình hình gần đây trong tộc, vương Sương Lạc trả lời tình hình thực tế. Trấn Hải Cung, Lý Gia, Lam Gia, Linh Tộc, Vạn Linh Môn, Thái Nhất Cung, Uông gia cùng Nghê gia lần lượt thành lập, thực lực mạnh nhất là Trấn Hải Cung, có 6 vị tu sĩ chân tiên, tiếp theo là Nghê gia, có 5 vị tu sĩ chân tiên, Vạn Linh Môn có 4 vị tu sĩ chân tiên, linh tộc yếu nhất, chỉ có 2 chân tiên, từ lỗi là Lão Tổ. Ở trong vạn năm qua, tu sĩ chân tiên của Vương gia lại nhiều thêm 3 người, Vương Thanh Linh đã tiến vào chân tiên kỳ, Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh. Được rồi, ngươi làm việc đi, Uông như yên thu hồi pháp bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng mới vừa đi đến trong sân, lông mày khẽ nhíu lại, lấy ra pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm trầm trọng của vương xương lạc vang lên, lão tổ tông, vừa nhận được cao tiền bối của cửu tiên tông đưa tin, cửu tiên tông tính từ trong tộc chúng ta điều động 10 tu sĩ chân tiên, đi hỗn độn đại lục. Cái gì, điều động 10 tu sĩ chân tiên, nhiều như vậy, uông như yên nhíu mày nói, lần trước cửu tiên tông từ hạ ra mộ binh tu sĩ chân tiên, cũng chưa mộ binh 10 tu sĩ chân tiên. Cửu Tiên Tông ở Hỗn Độn Đại Lục lại gặp suy sụp, tổn thất không ít tu sĩ chân tiên, bảo chúng ta trong nửa tháng phái người đi Cửu Tiên Tông, theo tu sĩ Cửu Tiên Tông tới Hỗn Độn Đại Lục. Vương Sương Lạc nói, Uông Như Yên nhíu chặt lông mày, nói cho dù như thế, gia tộc chúng ta thành lập hơn 4 vạn năm, nào có nhiều tu sĩ chân tiên trung kỳ như vậy. Phái tu sĩ chân tiên sơ kỳ đi, đây không phải là chịu chết sao? Xem ra Cửu Tiên Tông tại Hỗn Độn Đại Lục đối mặt thất bại không nhỏ, Vương gia phải bị điều động 10 tu sĩ chân tiên Đừng nói là hạ gia, bạch ra các thế lực phụ thuộc." Cao Tiền Bối nói, "Có mấy tu sĩ chân tiên trung kỳ dẫn đội là được, hạ gia, mạnh ra các gia tộc phụ thuộc điều động càng nhiều tu sĩ chân tiên hơn, hắn đây là sớm thông báo chúng ta, muộn chút lại có thông báo chính thức." Vương Sương Minh nói, hắn còn chưa tiến vào chân tiên kỳ, Cao Vân Hải lợi dụng truyền tiên kính liên hệ Vương Mô Hâm, thông báo Vương Mô Hâm, Vương Mô Hâm lại mang tin tức truyền về. Chủ yếu là Vương Vĩnh Thiên bế quan tu luyện, bằng không cao vân hải có thể trực tiếp liên hệ vương vĩnh thiên vương ra cùng hạ ra đánh hạ thiên thú đảo cho cao vân hải không ít chỗ tốt cao vân hải sớm đánh tiếng với bọn họ bảo bọn họ có chuẩn bị tâm lý thuận tiện giải đáp nghi hoặc một phen về phần thế lực phụ thuộc khác không có đãi ngộ tốt như vậy ta biết rồi đừng vội thông báo đám người trần sư tỷ thu được thông báo chính thức lại liên hệ bọn họ uông như yên phân phó công phu ở mặt ngoài vẫn phải làm Vương gia còn chưa thu được thông báo chính thức đã liên hệ các thế lực bọn Trấn Hải Cung, truyền ra ngoài, kẻ ngốc cũng biết Vương gia sớm lấy được tin tức, có một số việc không thể đặt ở trên mặt bàn nói. Vâng, Lão Tổ Tông, Vương Sương Minh đáp ứng, thu hồi pháp bàn đưa tin, uông như yên lộ vẻ mặt do so dự. Xem ra bọn họ phải đi hỗn độn đại lục một chuyến mới được, thực lực của tộc nhân quá yếu. Uông như yên nghĩ một chút, phát một tấm bùa truyền âm cho Vương Trường Sinh. Chưa qua bao lâu, vương trường sinh từ trong mật thất đi ra nhíu mày lưu ly băng diễm chia ra nhiều lần cắn nuốt hết tiên diễm thuận lợi tiến giai thành tiên diễm hiệu suất luyện khí của vương trường sinh tăng lên cao hơn hắn giúp thạch tương luyện chế ra nguyên bộ tiên khí phái người đưa đi cho thạch tương thuận lợi lấy được nguyên cương tinh diệp hải đường cùng bạch ngọc kỳ mới có thể xây dựng ra phi tiên đài làm xong những việc này vương trường sinh liền bế quan tu luyện không ngờ xảy ra chuyện điều động xem ra chúng ta cần đích thân đi một chuyến mới được Vương Trường Sinh nhíu mày nói, hắn nhìn ra bên ngoài, nói ra, Thanh Sơn, Anh Kiệt, các cháu vào đi. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn và Vương Anh Kiệt từ trên không hạ xuống, đáp trước mặt Vương Trường Sinh. Thanh Sơn tiến vào chân tiên trung kỳ rồi, không tệ. Uông Như Yên cảm nhận được linh áp cường đại Vương Thanh Sơn tản ra, lộ vẻ mặt tán thành. Vương Anh Kiệt vẫn là chân tiên sơ kỳ, hắn nghe tin tức cửu tiên tông điều động, lập tức chạy về. Bọn họ vừa tới gần Thanh Liên Phong, đã bị Vương Trường Sinh phát hiện. Cửu thúc, nghe mô hâm nói, cửu tiên tông muốn từ vương ra chúng ta điều động 10 tu sĩ chân tiên tiến về hỗn độn đại lục. Vương Thanh Sơn mở miệng hỏi, hắn liên hệ vương mô hâm, hỏi thăm tình huống thu thập tài nguyên, vương mô hâm thuận tiện nói cho hắn việc này. Vương Trường Sinh gật đầu nói, ừm, um, chúng ta tự mình đi một chuyến đi. Bạch Lộc quần đảo giao cho các cháu,